Ok, namaste. Namaste, quý vị khán giả. On behalf of Swami Vivekananda Cultural Center, Embassy of India, Hanoi, we welcome all the participants for an important seminar. Và ngày hôm nay thay mặt cho Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda Hà Nội, chúng tôi xin được chào mừng tất cả các quý vị khán giả đã có mặt trong buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. So, very happy Buddha Purnima, Vaisak, birthday of Lord Buddha. Và ngày hôm nay thì tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng đến với tất cả những người Phật tử nhân dịp ngày đại lễ Phật đản Vaisak năm 2021 này. So, as we all know, today is the full moon day, and today is the birthday of Lord Buddha, the great teacher born in India. Ngày hôm nay thì chúng ta ở đây để cùng kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật. Và ngày hôm nay thì cũng chính là một trong những cái ngày rằm của chúng ta. So, more than 2500 years ago, Buddha was born and he got enlightened by his own experiments, and he spread that teaching to the common people for 40 years. Và cách đây hơn 2500 năm thì Đức Phật đã được đản sinh, đã được sinh ra đời, và ông đã được và ngài đã được khai sáng, đã được giác ngộ bằng chính những trải nghiệm của mình, và từ đó thì ngài cũng đã mang đến những cái tri thức, những lời răn dạy đến với toàn thể nhân loại trong suốt hơn 40 năm. Our cultural center is under the name of Swami Vivekananda. And Swami Vivekananda says about Buddha like this: surely he was the greatest man who ever lived. He never drew a breath for himself. Above all, he never claimed worship. He said, Buddha is not a man, but a state. I have found the door, enter all of you. Và trung tâm của chúng tôi thì mang tên của vị đại sư nổi tiếng Swami Vivekananda. Vị đại sư này đã có một câu nói rất nổi tiếng về Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật như sau: chắc chắn ngài là người là đấng tối cao, là người tối cao nhất, tuyệt vời nhất đã từng tồn tại và từng sống ở trên trái đất này. Ngài không bao giờ chỉ hít thở cái bầu không khí này cho bản thân mình, và ngài không bao giờ cầu cạnh bất cứ một cái sự tôn thờ nào cho bản thân mình cả. Và ông cũng nói rằng Đức Phật không chỉ là một con người, mà ông là cả một quốc gia, cả một dân tộc, và là người mà đã giúp cho chúng ta tìm thấy cái cánh cửa để tìm thấy và khám phá bản thân của mình, để thấu hiểu ta hơn. And also, before we start the program, I want to make another announcement. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he is also participating in very important event in India, which is live telecasted, and this is on the occasion of the Vaisak, and this program you can watch, means who are all watching our event today, you can watch at the end of Swami Vivekananda Cultural Center's program. Và cũng nhân dịp kỷ niệm lễ Phật đản năm 2021 này thì Thủ tướng Ấn Độ của chúng tôi là ngài Narendra Modi cũng đang tham dự và có bài phát biểu ở trong một cái sự kiện đang được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của chính phủ Ấn Độ. Thì các bạn hoàn toàn có thể xem lại các cái sự kiện này ở trên các trang mạng xã hội của Ấn Độ sau khi mà đã xem và trải nghiệm cái chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. So, without taking much time, I welcome all the participants and the two distinguished speakers of the day. Và để không mất thêm nhiều thời gian nữa thì tôi xin phép được chào mừng tất cả các quý vị khán giả vào chương trình ngày hôm nay, và cũng xin được giới thiệu các diễn giả của chúng ta trong chương trình hôm nay. The first speaker for the day is Miss Nguyen Thi Thu Hoan. Và chúng ta sẽ cùng chào mừng diễn giả đầu tiên trong chương trình hôm nay, đó chính là bà Nguyễn Thị Thu Hoan. She is the Vice Director of the Vietnam National Museum of History. Bà Nguyễn Thị Thu Hoan hiện đang là phó giám đốc ở tại hiện đang là phó giám đốc ở tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.
Miss Huan got Bachelor of Museology BA and Master of Art MA degrees from the Hanoi Cultural University. Và bà thì đã có bằng cử nhân về chuyên ngành bảo tàng học và bằng thạc sĩ khoa học xã hội tại Đại học Văn hóa Hà Nội. She is currently the Vice Director of the Vietnam National Museum of History, managing various researches, projects and collections. If I recall, she is the first woman deputy director in the entire history of the museum. That's a very proud moment for all of us. She has taken part in many national and international conferences, workshops, especially she has taken part in different Buddhism related projects with the Vietnam Buddhist Sangha on the Buddhist language, monks and nuns robes, architecture, cultural heritage, etc. Và bà Nguyễn Thị Thu Hoan thì hiện đang là phó giám đốc của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và quản lý và điều phối rất nhiều những nghiên cứu, những dự án cũng như những cái bộ sưu tập lịch sử khác nhau. Bà cũng đã tham gia vào nhiều các hội thảo, các tọa đàm ở trong nước cũng như quốc tế, và đặc biệt thì bà đã từng tham gia vào nhiều dự án về Phật giáo với Giáo hội Phật giáo Việt Nam về các chủ đề như là ngôn ngữ Phật giáo, trang phục Phật giáo, kiến trúc hay là di sản văn hóa. Và tôi cũng rất là vui và tự hào khi được biết rằng bà Nguyễn Thị Thu Hoan cũng là vị phó giám đốc mà là nữ giới đầu tiên của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. So, on behalf of Swami Vivekananda Cultural Center, I welcome her for this very important seminar. The topic she is going to speak today is about the statue of Buddha at birth or baby Buddha. Và bởi lẽ đó tôi rất là vui vui mừng khi mà được chào đón diễn giả đầu tiên của chúng ta. Và ngày hôm nay thì thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hoan sẽ cùng chia sẻ với các quý vị khán giả về chủ đề Pháp tượng Đức Phật đản sinh, Thích Ca sơ sinh, tìm hiểu về tư thế chỉ tay của Pháp tượng Đức Phật đản sinh. And also with us we have another distinguished speaker, Dr. Leti Lien. Và ngay sau phần trình bày của thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hoan thì chúng ta cũng sẽ được chào đón diễn giả thứ hai trong chương trình, đó là tiến sĩ Lê Thị Liên. So she has lot of accomplishments. I to put it very briefly, she has been a senior researcher at the Institute of Archaeology at Vietnam Academy of Social Sciences from 1985 to 2017, and currently she is a senior expert at the Institute of Archaeology, executive member of Vietnam Association of Archaeology, executive member of the International Committee on the Underwater Cultural Heritage, which is related to, if I am right, marine archaeology, and the editorial board member of the SPAFA journal. Và một đôi chút thông tin về vị diễn giả thứ hai của chúng ta là tiến sĩ Lê Thị Liên. Bà từng là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Khảo Cổ Học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam từ năm 1985 đến năm 2017. Và hiện bà đang là chuyên gia cao cấp ở tại Viện Khảo Cổ Học này. Đồng thời cũng là thành viên của Ban chấp hành Hội Khảo Cổ Học Việt Nam và là thành viên Ban chấp hành Ủy ban Quốc tế về Di sản Văn hóa Dưới nước. Đồng thời bà cũng là thành viên ban biên tập của tạp chí SPAFA. So, there are a few other things related to Dr. Lien when she is going to speak. At that time, I will introduce more about her. Now, this is the time to move for the webinar part. I request all the participants to please take a note that presentation by Ms. Hoan will be in Vietnamese. And that means her speech will be in Vietnamese, and her PowerPoint presentation, which you are going to see on the screen, will be in English. If you get some questions or some curiosity about the topic, you can please type your questions in the Facebook comment section.
Vâng ạ, và khi nào mà đến cái phần trình bày của diễn giả thứ hai là tiến sĩ Lê Thị Liên thì tôi cũng sẽ giới thiệu chuyên sâu hơn về bà. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với buổi tọa đàm ngày hôm nay với phần giới thiệu đầu tiên của thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hoan. Và một chút lưu ý cho các khán giả đó là trong các phần thuyết trình của các diễn giả ngày hôm nay thì các diễn giả sẽ trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt để đảm bảo phần chất lượng nội dung của bài thuyết trình. Và trên cái phần PowerPoint, phần hiển thị cho các khán giả xem thì sẽ được trình bày bằng tiếng Anh để cho một số các khán giả nước ngoài được hiểu. Và nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào mà có liên quan đến chương trình cũng như là phần thuyết trình của hai diễn giả thì các bạn hoàn toàn có thể gõ vào phần bình luận ở trên trang Facebook của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lựa chọn và trả lời cho các bạn ở cuối chương trình. Now it is over to Ms. Hoan, please. Và bây giờ xin được mời thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hoa sẽ bắt đầu phần thuyết trình đầu tiên của mình. Vâng, xin cảm ơn giám đốc Harissa. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thank you, Dr. And I would like to send my warmest greeting to all the audience today. Trước hết thì có một vài lời để dẫn đề cho cái việc mà tại sao tôi chọn cái chủ đề này trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay ạ. And I'd like to explain why I chose this topic for my presentation today. Thì trước cái lời mời của giám đốc Harissa cho cái buổi thuyết trình ngày hôm nay thì tôi cũng đã gợi ý cho giám đốc là sẽ tìm những cái chuyên gia chuyên nghiên cứu về Phật giáo. Tuy nhiên thì giám đốc cũng muốn là tiếp cận dưới góc độ là những cái di sản văn hóa Phật giáo mà đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Do vậy mà tôi cũng nhận lời với một cái thứ nhất là vì cái sự quan tâm của mình cũng như là cái sự quan tâm của công chúng tới cái vấn đề này hiện nay cũng đang được đặt ra và tôi cũng rất mong muốn được tìm hiểu và được chia sẻ trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. At the invitations of Dr. Jibi Harisha, director of the Swami Vivekananda Cultural Center, of searching for the expert who understand about Buddhism, I have also suggested many people, but he specifically wants to study more about the cultural heritage, the relics that is currently being kept in the Vietnam National History Museum. That's why I want to be the speaker today and able to share my understanding and knowledge, not only for my own interest, but also for the public interest. Yes. Và với một cái dịp lễ đản sinh rất là ý nghĩa như vậy, thì tôi cũng đã chọn cái chủ đề về pháp tượng Đức Phật đản sinh để trong cái buổi thuyết trình ngày hôm nay. Đây là một cái vấn đề cũng rất là nhiều thứ để nói, thế tuy nhiên thì với một cái cách tiếp cận rất là nhỏ thôi nhưng mà cũng để hướng dẫn cho chúng ta tìm hiểu thêm về cái pho tượng này cũng như là tìm hiểu thêm về cái quá trình du nhập phát triển của Phật giáo Việt Nam cũng như là văn hóa Việt Nam. And with this very meaningful occasions, I have chosen the topic, the statue of Buddha, at birth, baby Buddha, and the studying hand gesture or the mudra of newborn Buddha statue. This is just a very small part in this subject, but I think it's also a very interesting way where we can enter to understand the process of the development of Buddhism and also the culture of Buddhism in Vietnam. Vâng, và nhân lễ Phật đản này năm nay thì tôi nhân dịp cái diễn đàn này thì tôi xin chúc tất cả các quý vị và các bạn một mùa Phật đản trong đại chúng an lành. And occasions of this 2021, I would like to wish all the audience here today peace and happiness. Và trước hết thì tôi xin bắt đầu với cái bài thuyết trình của mình. And now we will start our my presentation. Thì trước khi vào cái nội dung chính của cái phần thuyết trình của tôi hôm nay về Đức Phật đản sinh thì tôi cũng có một chút để dẫn nhập về cái việc mà du nhập Phật giáo vào Việt Nam từ rất là sớm như dẫn đề của giám đốc Harissa.
Thế thì ở đây thì đây là chỉ phần dẫn nhập cho chúng tôi sẽ khái quát rất là ngắn gọn. Chúng ta biết là Phật giáo vào Việt Nam bằng hai con đường biển và đường bộ. Đấy. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta thấy đây là một vấn đề nghiên cứu còn rất nhiều thứ để đặt ra, chúng ta còn tiếp tục trao đổi thảo luận. Thì về cả cái con đường du nhập cũng vậy, thì có con đường biển ví dụ như Ấn Độ tới Việt Nam rồi Việt Nam tới Trung Hoa, hoặc ngược lại là Ấn Độ tới Trung Hoa rồi tới Việt Nam, thậm chí là có những cái quan điểm cho rằng là từ Ấn Độ tới Việt Nam rồi lên cái Trung Hoa, sau đó lại từ Trung Hoa trở lại ảnh hưởng tới Việt Nam. Đó là những cái nghiên cứu về Phật giáo để chúng tôi cũng nói đến cái chuyện là Phật giáo du nhập vào Việt Nam như thế nào, thì những cái phần nghiên cứu như thế này đã rất nhiều học giả và rất nhiều công trình nghiên cứu, tôi cũng xin lướt qua như vậy. Cái thứ hai nữa là cái dấu ấn văn hóa Ấn Độ và Phật giáo Ấn Độ ở Việt Nam. Ở đây thì rất nhiều các cái Việt Nam là một cái nền văn hóa mà được du nhập rất nhiều các cái nền văn hóa khác nhau để lựa chọn những tinh hoa văn hóa để phát triển cái văn hóa dân tộc ấy, thì trong đó có hai cái văn hóa lớn đó là Ấn Độ và Trung Hoa. Thì trên cái buổi ngày hôm nay tôi tập trung vào văn hóa, tiếp thu văn hóa Ấn Độ, đặc biệt là Phật giáo từ Ấn Độ. Thế thì chúng ta xem ở đây cái slide thứ nhất thì tôi muốn trình bày ấy, đó là một chút về trong cái du nhập văn hóa Ấn Độ đây, thì cái dấu ấn còn lại để chúng ta có thể nhìn thấy được. Ở đây tôi đang muốn nhấn mạnh là bằng vật thể thì có thể thấy được. Chứ còn cái sự du nhập của văn hóa Ấn Độ đã, đặc biệt là Phật giáo Ấn Độ vào Việt Nam và hòa nhập cùng với cái tín ngưỡng bản địa đã trở thành một cái mạch ngầm văn hóa dân tộc để mà trụ vững qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Do vậy mà để mà tách bạch ra đâu là văn hóa Ấn Độ và Phật giáo Ấn Độ cũng như đâu là văn hóa Việt Nam thì quả thực đó là rất là khó. Giống như là một số các cái hòa thượng cũng có trao đổi ấy, tức là giống như là nước với sữa để mà phân biệt thì rất là khó khăn. Nhưng ít nhất tôi cũng đã tìm ra đây một một chút thôi để chúng ta cũng thấy được cái sự du nhập văn hóa Ấn Độ và những dấu ấn của nó còn lại ở trên trên đất nước ta. Ở đây thì trước hết ở đây chúng ta nhìn thấy là cái pho tượng, một pho tượng của thiền sư Tirunalchi mà hiện đang thờ tại chùa Dâu. Thế thì đây là cái vị tổ thiền tông được coi đầu tiên của Việt Nam, là một thiền sư Ấn Độ. Thế thì tiếp theo ấy thì ở đây là với cái việc thờ Tirunalchi như thế này ấy, thì chúng tôi còn thấy được là ở ví dụ đây là một cái ban thờ của chùa Phật Tích tỉnh Bắc Ninh. Đấy thì đấy là những sơ bộ thì tôi cũng có một chút cái hình ảnh, và trong cái đợt khảo sát vừa qua vào tháng 5 ấy thì tôi cũng đã nhận thấy là kể cả ở trong Đà Nẵng có những ngôi chùa Đà Nẵng vậy, cái phần thờ tổ thì cũng có cùng với thờ là tổ Bồ Đề Đạt Ma thì cũng có thờ cả Tiến Lưu Chi. Thế để tôi thấy là những cái dấu ấn văn hóa Ấn Độ không chỉ là những cái nơi phát tích đầu tiên mà của Phật giáo khi du nhập vào Việt Nam như là chùa Dâu hoặc là lưu vực khu vực phía Bắc, mà còn cả ở những cái chùa khu vực miền Trung cho đến nay cũng vẫn còn còn thờ. Và đấy là cái dẫn nhập đầu tiên để chúng tôi muốn nói rằng là những cái dấu ấn văn hóa Ấn Độ của Việt Nam, tại vì với cái chủ đề của chúng ta đây là kết nối văn hóa Ấn Độ Việt Nam. Và tiếp theo tôi được đi xin vào cái phần chính của cái bài trình bày ngày hôm nay. Thì trước hết ấy, khi mà nói về Đức Phật đản sinh ấy, thì ở đây chúng ta với rất nhiều cái khái niệm khác nhau. Thì chúng ta thấy là trên màn hình để thể hiện qua rất nhiều các cái khái niệm để thể hiện được cái khi mà Đức Phật sinh ra. Thế thì ở trong cái những cái thể hiện của Đức Phật ấy, đặc biệt là cái pháp tượng ấy, những cái để chúng ta có thể mà nhận diện được rõ thì nó cũng rất là nhiều. Đấy, thủy tướng của Đức Phật thì cũng rất là nhiều, rất nhiều dạng thức, rất nhiều chất liệu mà thể hiện dưới dạng từng khác nhau ở các ngôi chùa. Thế thì ở đây với cái dạng thức mà Đức Phật đản sinh ấy, thì trước hết là chúng ta thấy là ở Ấn Độ cũng đã có những cái biểu thị này. Thế rồi sau đó là ảnh hưởng đến các nước khác ở khu vực châu Á, đấy, rồi khu vực Đông Nam Á hay là khu vực Đông Bắc Á. Thế thì chúng ta thấy là cái đặc điểm của Đức Phật khi đản sinh thì chúng ai cũng nắm rất là rõ là Đức Phật khi đản sinh thì ở với mẹ Maya thì đã bước đi 7 bước đấy, và một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất đấy, và nói rằng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thế thì với cái biểu tượng như vậy thì nó được thể hiện qua rất nhiều các cái dạng thức khác nhau. Thế tuy nhiên thì ở đây trong cái phạm vi của cái bài thuyết trình ngày hôm nay thì tôi cũng chỉ muốn tập trung vào một cái chi tiết nhỏ thôi, đó là
Vậy tay nào chỉ lên trời và tay nào chỉ xuống đất, và nó có ý nghĩa như thế nào, nó liên quan quá trình lịch sử du nhập Phật giáo và phát triển Phật giáo ở Việt Nam ra sao? Thì trước hết tôi xin là đi lượt qua những cái hình tượng mà Đức Phật đản sinh qua một số các cái khu vực. Thế thì cái thứ nhất là Đức Phật đản sinh mà được đầu tiên đấy được thể hiện, đó là cái câu chuyện ở tại cái vườn Luật vườn Thượng Uyển ấy, thì chúng ta thấy là với cái biểu tượng của Đức Mẹ Mẹ đã sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa. Thế thì ở đây thì thường là các cái thể hiện được những cái bức tranh vẽ hoặc là phù điêu thì rất là rõ để chúng ta có thể nhận diện được cái câu chuyện này. Thế thì sau đó ấy, thì chúng ta thấy là lát nữa chúng tôi sẽ trình bày những cái hình ảnh, nhưng mà sau đó thì ở đây là Đức Phật đản sinh ấy, thì dần dần là các yếu tố mà bí ẩn hóa hoặc là biểu tượng hóa càng ngày nó càng 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 được thể hiện rõ rõ hơn. Và như vậy là ở đặc biệt là ở đến Bắc Tông, đặc biệt là ở phía Bắc Việt Nam ấy, thì chúng ta thấy là cái pho tượng Đức Phật đản sinh được thể hiện, mặc dù vẫn là kể chuyện về cuộc đời Đức Phật, nhưng mà thể hiện dưới dạng tượng pháp thì khá là phổ biến, đặc biệt trên các cái Phật điện của ở phía Bắc Việt Nam. Thế thì cái đó nó cũng thể hiện được qua mỗi một cái vùng miền ấy. Phật giáo khi mà du nhập vào các quốc gia, vùng lãnh thổ, vùng miền khác nhau thì cũng đã cùng với cái tín ngưỡng địa phương thì có những cái biểu hiện khác nhau để phù hợp với cái tâm tính cũng như là cái tập quán của mỗi cái địa phương để tạo ra những cái đa dạng đó. Thì trước hết thì tôi cũng xin là đi vào một số các cái hình tượng mà được thể hiện là ở Ấn Độ. Thì ở đây thì tôi cũng xin trích nguồn được một số các cái tài liệu, hầu hết là ở tài liệu của cuốn The Birth of Buddha. Thế thì ở đây là những cái phù điêu cũng khá phổ biến mà chúng ta thấy là Đức Phật đản sinh. Thì đây là cái hình ảnh mà Đức Mẹ Maya sinh ra Đức Phật. Thì thường là các cái bộ kinh cũng cũng thể hiện rất là rõ là Đức Mẹ Maya thường là tay viện cành vua ưu ưu đàm ấy, thì là thường là tay phải, và Đức Phật được sinh ra trong đó rồi có chư thiên rồi thị nữ để mà nâng đỡ Đức Phật. Thì đây là những cái bức phù điêu kể những cái câu chuyện như thế này. Rồi trên ngoài chất liệu đá thì có những chất liệu đồng, đấy là những cái hiện nay là những cái cổ vật đấy, rồi có dưới cái di sản mà chúng ta được thấy được với các cái hình tượng như thế này. Cái tiếp theo là khi vào đến Việt Nam thì cũng với một cái mô típ như vậy, thì ở trong cái hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy ấy, thì tôi cũng có cái đây những khảo sát thực tế trong những thời gian qua, thì tôi cũng nhận thấy là nhất là Nam Tông hoặc là phái Khất Sĩ thì cái mô típ này cũng được thể hiện khá là rõ, và thường là được thể hiện qua các cái phù điêu hoặc là tranh vẽ. Thế thì chúng ta thấy là với một cái câu chuyện như đó thì cái phù điêu tranh vẽ tùy theo từng cái ngôi chùa có thể là kể đều là kể chuyện về cuộc đời của Đức Phật. Thế nhưng mà có những ngôi chùa là kể từ khi Đức Phật mà còn ở trên bầu trời đâu suất trước khi giáng phàm. Thế nhưng có những ngôi chùa thì bắt đầu từ khi Đức Phật đản sanh, nhưng mà không bao giờ thiếu được ba cái giai đoạn quan trọng nhất của Đức Phật, cuộc đời Đức Phật, đó là Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật niết bàn. Thì đấy là ba cái giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời Đức Phật, thì không bao giờ thiếu trong các cái phù điêu ở trong được trang trí trong các cái ngôi chùa. Và đây là một trong những cái dạng thức để cho công chúng đến với mỗi cái cơ sở thờ tự Phật giáo là hiểu rõ hơn về cái lịch sử Phật giáo. Thì cũng có nơi thì cùng với đó là những cái tích viết để có thể là giới thiệu cho công chúng Phật tử hiểu hơn về lịch sử của Phật giáo. Đây là các cái dạng thức thể hiện các cái câu chuyện về Đức Phật đản sinh. Ở đây thì cả cuộc đời Đức Phật thì có thể là 6 rồi 9 hoặc 11, 13 tranh. Thế nhưng mà ở đây tôi chỉ trích ra những cái bức tranh mà liên quan đến đến câu chuyện về Đức Phật đản sinh trong cái giai đoạn đầu tiên. Cái thứ hai nữa là tôi cũng muốn nói đến là cái hình tướng mà được thể hiện Đức Phật ấy. Thì ở đây thì khi mà tôi khảo sát thì cái phổ biến nhất đó là thường là Đức Phật khi mới sinh ra là được mặc một cái váy ngắn. Dưới dạng một cậu bé mặc váy ngắn để mình trần. Đấy, tay phải chỉ trời và tay trái chỉ đất. Thế thì trong tất cả các cái kinh thì đều một khi mô tả thì hầu hết là đều nói rằng là tay phải của Đức Phật chỉ trời và tay trái là chỉ đất. Thế thì cho nên là những cái sau này ấy, có cái hiện tượng là tay trái chỉ trời, tay phải chỉ đất.
Thực ra nếu mà có đúng hay sai thì cái đó thì tôi cũng chưa dám trả lời đúng hay sai, lát nữa tôi có cái lý giải sau cho cái biểu hiện này. Thế thì ở đây tôi chỉ nói về về hình tướng trước hết, là vì hình tướng trước á. Thế thì đấy là về hình tướng của Đức Phật. Ở đây tôi đang quay trở lại với Đức Phật ở hệ phái Bắc Tông ở các cái chùa miền Bắc ấy, Bắc Việt Nam ấy. Thế thì có hầu hết thì những cái biểu tượng về Đức Phật đản sinh như này thì thường là được đặt trong tòa Cửu Long. Chúng ta đều biết là trong các cái Phật điện ở ở Phật giáo Bắc Tông ấy, thì cũng là kể chuyện về cuộc đời Đức Phật. Nhưng chúng ta biết là cái tầng dưới cùng thì bao giờ cũng thấy là cái tòa Cửu Long bên trong là tượng Thích Ca sơ sinh. Đấy thì là có chín dòng phun nước tắm cho Thích Ca. Đấy là cái câu chuyện mà chúng ta biết Cửu Long Phún Thủy đấy, khi mà Thích Ca sinh ra thì có chín dòng xuống tắm rồi các chư thiên, thậm chí là có tòa Cửu Long hiện là có những cái phù điêu các cái chư thiên đấy, để cùng tắm cho Thích Ca. Thế và cái rồi các cái tầng tiếp theo, và ví dụ như là Thích Ca Liên Hoa, hoặc là đến phần trên là các cái Di Đà rồi đến Tam Thế. Thế nhưng mà rồi có những cái chùa thì lại có cả cái giai đoạn của Thích Ca ở trên núi tuyết, thì chúng ta thấy là cũng là cái kể cách kể chuyện của về cuộc đời Thích Ca, nhưng mà nó cũng có một cái biểu hiện khác, và hầu hết là thể hiện hiện qua dưới dạng tượng và tượng tròn trên hệ thống Phật điện. Nó khác với cái cách thể hiện của Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông, đó là chủ yếu là điêu khắc và tranh vẽ. Và ở đây tôi muốn trở lại một chút với những cái như theo cái đã trao đổi với giám đốc Harisa, thì tôi muốn tập trung vào những cái pho tượng Thích Ca sơ sinh, và ở đây là tôi tập trung vào ở Bắc Tông của chủ yếu chùa miền Bắc Việt Nam. Thế thì trong các cái chùa Bắc Tông Việt Nam ấy, thì đây là pho tượng Thích Ca sơ sinh, thường là có tòa Cửu Long, nhưng mà ở đây là những cái di sản mà được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, thì thường là chỉ còn lại những cái ở đây là pho tượng Thích Ca, mà chất liệu thì chủ yếu là dưới dạng là sơn son thép vàng. Thì có một cái điều tôi nhận thấy rằng là khi khảo sát sơ bộ thôi, và tham khảo thêm những cái nghiên cứu của các cái tác giả khác, ví dụ như là Phan Trương Quốc Trung, thế thì tôi thấy rằng tượng Thích Ca sơ sinh ấy, ở thế kỷ 17, 18 thì có những quan điểm cho rằng Thích Ca sơ sinh còn có cả từ thời Lý hay là thế kỷ 15, nhưng những gì mà tôi đã biết thì nó hầu hết là ở thời Lê Trung Hưng thế kỷ 17, 18 mà phổ biến hơn. Thế sau đó là Triều Nguyễn thì phổ biến hơn nữa. Thế thì ở đây là ít nhất chúng ta nhìn thấy ở đây là có ba pho tượng mà tôi muốn giới thiệu là có niên đại ở Lê Trung Hưng. Thế thì hầu hết là tay trái chỉ trời, đấy, và tay phải chỉ đất. Và cái thế chỉ tay ở đây thì chúng ta thấy là trong cái nghiên cứu của các nhà nghiên cứu thì nó có những cái dạng thủ ấn khác nhau. Thế thì ở đây chủ yếu là cái dạng thủ ấn mà chúng ta thấy phổ biến trên Thích Ca sơ sinh, đó là Phật pháp bất nhị. Tôi sẽ giải thích thêm cái thủ ấn này. Tiếp theo là đến những cái pho tượng Thích Ca sơ sinh ở thời Nguyễn. Thế thì chúng ta thấy ở thời Nguyễn thì cũng với cái mẫu tượng về pháp tượng thì không có gì thay đổi nhiều so với Lê Trung Hưng, nhưng mà cái tỷ lệ mà tay phải đưa lên trời và tay trái chỉ đất thì đấy cũng khá là phổ biến. Khá phổ biến. Thế thì có một cái điều đặt ra thì lý do tại sao nó lại như vậy. Đấy, thì chúng ta thấy là ở trong các cái nghiên cứu nó rồi tại sao lại có tòa Cửu Long đó như nào, tại vì có những quan điểm là cho rằng hai rồng, có những quan điểm cho rằng chín rồng, nhị long phún thủy hay là cửu long phún thủy vân vân, những câu chuyện đó thì nó ở một cái trong diễn đàn khác thì chúng tôi sẽ trao đổi sau. Ở đây hôm nay tôi chỉ tập trung vào cái thế chỉ của tượng Thích Ca sơ sinh. Ở đây về cái nhân cái slide này về cái thế chỉ tay của tượng Thích Ca sơ sinh ấy, thì tôi cũng 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 xin nói thêm một chút về cái thế thủ ấn ở đây. Thì cái Phật pháp bất nhị ở đây ấy, thì chúng ta có thể quan sát là có những cái pho tượng có thể chỉ một ngón, và đây là pho tượng này là hai ngón. Thế thì cái chỉ một ngón hay hai ngón ở đây thì kể cả có chỉ hai ngón thì nó cũng vẫn mang một ý nghĩa là Phật pháp là chỉ có một. Còn hai ngón ở đây kể cả đạo hay với đời thì đạo cũng phục vụ cho đời, và đời thì cũng là hướng đạo. Nên là như Bác Hồ đã nói đấy, đạo và cuộc sống của con người cùng với văn hóa dân tộc là tuy hai mà một, tuy một mà hai, như hình với bóng ấy. Cho nên là đấy là tôi cho rằng đây là một trong những cái mà thể hiện ý cái hiển giáo rất là rõ trong cái hệ phái Bắc Tông, qua cái ít nhất là qua một cái pho tượng như thế này.
Thế còn sau triều Nguyễn rồi đến nay thì quả thật là những cái biểu tượng này thì rất là phong phú. Và tôi thấy đây là một cái hiện tượng mà bây giờ giáo hội cũng đang rất là quan tâm, không chỉ là Thích Ca Sơ Sinh mà còn rất nhiều các vấn đề khác thì cũng cần phải định hướng để nghiên cứu. Thế thì trong các cái lễ Phật đản, chúng ta thấy thường là tượng Thích Ca Sơ Sinh là được sử dụng trong lễ tắm Phật, Phật đản thôi, trong cái lễ tắm Phật thôi. Còn những cái tượng, những pho tượng như thế này mà để đưa vào để thờ trong khối thờ trong Phật điện ấy, thì lại không phải là phổ biến. Và những pho tượng Phật như thế này hiện nay về dạng thức tượng cũng khá là phong phú. Tay trái chỉ lên trời, tay phải chỉ xuống đất cũng có, tay phải lên trời, tay trái xuống đất cũng có, và có những pho tượng là các thế thủ ấn khác nhau cũng có, rất đa dạng và phong phú. Và khi mà tôi cũng có những cái trao đổi trở lại với các vị sư, một số vị sư chủ trì, thì tôi cũng hỏi về những cái nội dung của các cái pho tượng sử dụng như vậy, thì thậm chí là đây chúng ta quan sát trên màn slide, có nghĩa là có những và rất phổ biến là các pho tượng Thích Ca Sơ Sinh thì có cả cái chữ vạn ở trên 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 ngực pho tượng, thì đấy cũng là những cái yếu tố rất là mới mà trong những cái pho tượng cổ khi chúng tôi quan sát thì hầu hầu như là không thấy, hoặc nếu có thì rất là ít. Thế thì ở đây nó mới nói được một cái điều rằng là khi chúng ta làm những cái sản xuất những cái pho tượng này chủ yếu là phụ thuộc vào cái tư duy và cái suy nghĩ của những người sản xuất ra những cái sản phẩm này nhiều hơn là khi mà chúng ta đặt hoặc là làm theo cái ý tưởng, ý đồ hoặc thiết kế của một cái cơ sở thờ tự một cụ thể nào đó, và thậm chí là có những cái hiện tượng là nó xa rời cả cái triết lý của Phật giáo, giáo lý Phật giáo. Thế thì vậy cái việc mà nghiên cứu ở đây nó cũng có một cái ý nghĩa để làm sao chúng ta định hướng cho phát triển được cái đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam. Đấy, một cái văn hóa mà nó góp phần rất quan trọng cho cái lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta. Cũng như vậy thì ngoài Việt Nam chúng ta thì những cái pho tượng Thích Ca Đản Sinh cũng được tiếp tục làm và thờ. Ví dụ như là đây là một cái pho tượng được đặt thờ ở tại cái nơi mà Đức Phật sinh ra, thì chúng ta thấy là một cái biểu tượng thì lại lại khác. Chúng ta thấy là ở đây một pho tượng không phải là một cậu bé mình trần hoặc một váy ngắn nữa, mà cũng có những cái đã bắt đầu có đắp y. Đấy, và chúng ta thấy là cái đặc biệt chúng ta quan sát những cái nhân chủng ấn rất là rõ ở pho tượng này. Thực ra những cái về cái biểu tượng này ấy, thì trước đây chúng ta thấy là có quan sát, khi mà tôi có cái nghiên cứu quan sát ở trong các cái chùa ở Nam Tông ấy, khi mình ta chưa đưa lên các cái phù điêu, thì cái việc mà bức tranh vẽ về Đức Phật đản sinh như thế này thì những cậu bé đó với tóc xoăn này, với một cái cằm xẻ này, rồi những cái nhân chủng ấn thể hiện rất là rõ. Như gần đây khi mà các cái ngôi chùa mới, cơ sở thờ tự mới được xây dựng và những cái bức phù điêu được dựng lên, thì tôi thấy là cái chất Việt rất là nhiều trên các pháp tượng đản sinh như thế này. Thế còn về cái cách tạo tượng đản sinh, khi mà Đức Phật mới sinh ra ấy, thì tay cha nào chỉ lên trời, tay nào chỉ xuống đất ấy, thì chúng tôi cũng lược qua một số các cái tư liệu về kinh. Thì tôi nghĩ là rất nhiều các cái cuốn kinh có nói về về cái cách tạo tượng như thế này. Đấy, ở đây thì thời gian không có thì tôi không thể liệt kê được các cái loại kinh, thì tôi cũng đã có những bài viết để đăng ở trên website của bảo tàng, một số tạp chí. Thế thì ở đây tôi chỉ lưu ý nhất là các cái kinh về cách thức tạo tượng Phật mà tôi cũng đã được tiếp cận ở Tổ đình Diệt Pháp do Thượng tọa Thích Tiến Đạt, anh cũng có giúp đỡ và cung cấp cho tôi cái tư liệu đó. Thì tôi thấy đây là những cái mà lát nữa tôi sẽ lý giải cái vấn đề này và giải thích thêm ở những phần sau. Và cái loại tài liệu thứ hai đấy là cái bài viết của Phan Trương Quốc Trung, cũng như là cái cuốn The Birth of Buddha mà tôi cũng có được cái bản PDF, và đặc biệt là trên các cái tư liệu mà tôi cũng đã khảo sát trong thực tế, cũng như là các di sản mà lưu giữ tại bảo tàng. Thế thì vậy lý giải cho cái hiện tượng này, hiện tượng mà thế chỉ tay của Đức Phật như vậy, thì tôi cũng mạo muội được xin chia sẻ ở đây. Thì tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm là cái buổi ngày hôm nay tôi không phải là một diễn giả hay một chuyên gia, mà mình quan tâm cũng như công chúng quan tâm thì tôi tìm hiểu và chia sẻ, và cũng mong là những cái đóng góp cũng như là chia sẻ của tất cả quý vị khán giả để chúng ta cũng trao đổi về một vấn đề để hiểu một vấn đề, và qua đó tôi cũng ngày đàn tôi học được một sàng khôn từ các quý vị.
Thì về cái lý giải thứ nhất thì tôi suy nghĩ bước đầu thì tôi suy nghĩ như này. Cái thứ nhất là chúng ta cũng nói về cái sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam ấy, thì chúng ta thấy là như trên tôi đã nói thì được có hai cái con đường, đường biển và đường bộ. Thế nhưng ở phía Bắc, ở đây tôi đang liên quan cái trực tiếp pho tượng Đức Phật đản sinh ở đây ấy, là pho tượng Thích Ca Sư sinh ở đây, là chúng ta ảnh hưởng mạnh mẽ ở Phật giáo Trung Hoa, đặc biệt là Phật giáo Bắc Tông Trung Hoa. Thế thì chúng ta thấy là pho tượng này theo cái khảo sát mà như tôi cũng vừa trình bày ấy, của các cái tài liệu dẫn đã đi trước ấy, tôi cũng chưa có điều kiện để có thể là tham khảo nhiều, tại vì tôi cũng không nắm được chữ Hán nhiều, tham khảo nhiều về kinh cũng như là các cái tác phẩm nghiên cứu này. Nhưng qua những cái tài liệu đã nghiên cứu khảo sát thực địa ấy, thực tế ấy, thì tôi cũng thấy rằng là cái tỷ lệ mà chỉ tay trái lên trời ấy và tay phải xuống đất thì thực ra là chỉ tồn tại và phát triển ở Trung Hoa, phát triển ở Trung Hoa. Chứ còn ở trong Ấn Độ trước đó ấy, thì những cái pháp tượng này cũng không phải là như vậy. Với quan niệm của người Ấn Độ cổ ấy, thì tức là tả tôn hữu ti, tức là phải thì được tôn kính mà trái thì là ti tiện. Do vậy mà cái việc mà tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất là theo cái quan niệm ở ở Ấn Độ. Thế tuy nhiên thì đến với Trung Hoa thì tôi nghĩ là đây là một đất nước mà chúng ta biết là những cái tư tưởng lớn phát triển, trong đó tôi rất quan tâm đến cái tư tưởng âm dương. Đấy, mà từ ở trong văn hóa Việt Nam ở những thời gian đầu ấy là những cái đối ngẫu ấy. Thế thì với những cái tư tưởng đó thì liệu có phải là đã ảnh hưởng tới những cái việc mà tiếp nhận Phật giáo và đã biến đổi nó theo những cái tư tưởng của Trung Hoa hay không? Thì tôi nghĩ cho rằng có thể đó là một phần để lý giải cho cái việc đó. Thế thì việc mà pho tượng chỉ tay trái lên trời, tay phải xuống đất là vì sao? Thế thì ở đây là từ Trung Hoa như vậy thì chúng ta biết là tại sao lại ở thế kỷ, một phần nữa tôi cũng muốn lý giải tại sao nó lại phổ biến ở thế kỷ 17, 18. Thì vì chúng ta đều biết là vào khoảng thế kỷ 10, 16, 17 thì Phật giáo Trung Hoa đã du nhập vào Việt Nam và phát triển ở Việt Nam rất là mạnh. Đấy, đặc biệt là hai cái thiền phái phái Lâm Tế, phái Thiền Lâm Tế và Tạo Động. Thì Lâm Tế là rất phát triển ở miền Trung Việt Nam. Khi mà tôi cũng có khảo sát vừa rồi thì thấy là rất phát triển ở miền Trung Việt Nam. Thế thì ở miền Bắc thì là cả phái Tạo Động. Thì chúng ta biết là những cái phái thiền mà phát triển mạnh mẽ như vậy thì cái việc mà du nhập những cái văn hóa, tiếp thu những văn hóa Trung Hoa, đặc biệt là Phật giáo Trung Hoa vào đất nước ta thì phát triển mạnh mẽ ở đây. Thì cái việc mà phát triển mạnh mẽ của Phật giáo Bắc Tông ở cái giai đoạn này thì như thế, thì nó dẫn tới cái chuyện là khác hẳn với cái cách thờ tự của Nam Tông, là người ta chỉ có thờ một tượng một sư Thích Ca thôi. Thế là sau đó thì tất nhiên đến bây giờ thì cái hiện tượng thì nó đã khác, nhưng mà thông thường ấy, về truyền thống thì thường là Thích Ca bổn sư Thích Ca. Thế và các ở nhưng mà cái hệ thống Phật điện của Bắc Tông thì nó lại hoàn toàn khác. Hệ thống Phật điện là ngày càng dày lên và càng nhiều lên các cái pho tượng, và theo những cái nhu cầu của công chúng Phật tử ở mỗi địa phương, mỗi vùng miền, thì cái Phật điện đấy nhiều lên cũng là cái yếu tố đáp ứng cái nhu cầu đó. Thế và ở Phật điện chúng ta thì không chỉ còn là thờ Đức Phật Thích Ca nữa, mà về cuộc đời Đức Phật Thích Ca hoặc là thậm chí là cả những cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta cũng được thờ trong ngôi chùa. Thế dẫn tới ở cái rất phổ thông, rất phổ biến trong các cơ sở thờ tự ở Bắc Tông ở đây, ví dụ như là thường là tiền Phật hậu tổ hoặc là tiền Phật hậu thánh, hay là thậm chí đến gần nay là cả mẫu thì chúng ta cũng thờ cả ở trong trong chùa. Cái lý giải thứ hai ấy mà tôi cũng muốn nói là tại sao là có cái biểu tượng Thích Ca sơ sinh với cái biểu hiện đó. Thì chúng ta đều biết là với một cái tín ngưỡng bản địa của chúng ta rất phát triển mạnh, mà một cái cư dân nông nghiệp ấy, thì người ta cầu mong mưa thuận gió hòa và thờ được cái âm dương. Từ rất là sớm chúng ta quay trở lại với cái từ thời kỳ văn hóa Đông Sơn đấy, cái việc mà thờ đối ngẫu, thờ phồn thực đã rất là phát triển. Và như vậy với một cư dân nông nghiệp thì với một cái biểu tượng Thích Ca sơ sinh mà tay trái chỉ trời, mà chúng ta biết là tay trái lúc đấy được quan niệm như là biểu hiện cho âm, cái chỉ trời là biểu hiện cho dương, tức là âm nối dương, và cũng như vậy tay phải là dương thì đã nối với đất, tức là âm, và như vậy âm dương thì sẽ phát sinh và phát triển. Và với một cái quan niệm như thế thì cái việc mà người dân cư dân nông nghiệp của chúng ta ở vào
cái thế kỷ 16, 18, mà chúng ta biết thế kỷ 16, 18 ở Việt Nam thì văn hóa dân gian rất là phát triển. Và với văn hóa dân gian phát triển mạnh mẽ như vậy, và Phật giáo đã là khi du nhập vào nước ta một cái thời gian dài như vậy và trở thành một cái văn hóa bản, một cái dân tôn giáo bản địa cùng với văn hóa dân gian như vậy, thì nó hòa cùng với văn hóa dân gian. Vậy cái việc mà ảnh hưởng từ cái tín ngưỡng dân gian trong những tác phẩm, trong những cái sản phẩm Phật giáo, những pho tượng Phật giáo như vậy cũng có thể chúng ta thấy cũng là có thể lý giải nó hợp lý. Thế và ở ở cái giai đoạn để nó đáp ứng làm sao, nó đáp ứng được cái nhu cầu sinh sôi phát triển này nở của cư dân Việt ở chúng ta mà bao đời nay ấy, chỉ có lúc này lúc khác thì có thể là nó lành trở thành những cái mạch ngầm văn hóa, và bất kỳ một lúc nào đó thì nó lại trỗi dậy, và đây là một cái giai đoạn mà nó trỗi dậy một cái ước mơ nguyện vọng của người dân nông nghiệp, của cư dân nông nghiệp. Thì tôi cho rằng đấy là một trong những cái mà lý do tại sao chúng ta lại tiếp thu và phát triển một cái biểu tượng như vậy đó. Thế nhưng mà sang đến triều Nguyễn thì nó có cái sự thay đổi. Thì chúng ta đều biết là ở thời Nguyễn ấy, thì khi mà đất nước đã ổn định và phát triển, đấy, một mặt là triều Nguyễn đã sử dụng nho giáo để mà củng cố và quản lý đất nước. Thế nhưng mà Phật giáo với một cái ăn sâu bám rễ của mình, với sức mạnh của cũng như là cái tôn giáo dân tộc như vậy, thì Phật giáo tiếp tục được quan tâm và phát triển. Đặc biệt triều đình cũng rất là quan tâm, với triều đình Huế rất là quan tâm. Cho chúng ta biết rằng là Phật giáo được nghiên cứu rất là bài bản. Chúng ta thấy một cái hệ thống mà kinh Phật này, thế rồi là các cái mộc bản hiện nay chúng ta thấy còn lưu trữ ở khắp các cái cơ sở thờ tự, họ tại bảo tàng lịch sử quốc gia cũng rất là có hàng ngàn các cái bản in kinh Phật như vậy. Thì chúng ta thấy là một cái thời kỳ cũng rất được quan tâm để mà phát triển Phật giáo. Thế thì việc mà phát triển Phật giáo như vậy, ngoài cái việc mà phổ biến qua những cái di sản vật thể chúng ta thấy được, thì nó còn thể hiện qua được cái việc mà chúng ở thời Nguyễn thì được Phật giáo được nghiên cứu rất là bài bản, thì rất là bài bản, và với những cái tác phẩm in ấn, kể cả trong đó tôi thấy cái việc mà xuất hiện những cái kinh mà chỉ chuyên để nói về cái việc là sản xuất và quy định những cái cách tạo tượng Phật như thế nào đấy, mà ở Tổ đình Diệu Pháp mà họ Thượng tọa Thích Tiến Đạt có cung cấp tôi cái tư liệu đó, thì đấy chỉ là một ví dụ để cho thấy được rằng cái sự quan tâm rất là cặn kẽ tới cái việc mà làm sao cho phát triển Phật giáo cái chuẩn chỉ. Và đấy cũng là một cái cơ sở để cho chúng ta thấy rằng khi nghiên cứu kỹ lưỡng như vậy thì những cái triết lý rồi giáo lý Phật giáo đã được quan tâm và được cơ bản, được được chuẩn hóa bài bản, nghiên cứu bài bản. Và đấy cũng là một cái tôi cho rằng là một cái nó cũng tác động đến cái việc là khi mà sản xuất các cái sản phẩm tượng để thờ ở trong các cái cơ sở thờ tự, và trong đó có Thích Ca Sơ Sinh, thì được làm ở cái giai đoạn này được làm cũng cũng khá là công công phu và được quan tâm nhiều hơn. Và cái tỷ lệ mà tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất ở tượng Thích Ca Sơ Sinh lại phổ biến hơn so với thời kỳ trước đó, thời kỳ Lê Trung Hưng. Thế thì ở đây chúng ta thấy là tôi lấy một cái ví dụ để cho chúng ta thấy cái trong một cái cuốn kinh như vậy, thì đây một cái tài liệu mà tôi tiếp cận để thể hiện được cái điều đó. Thế thì ở bên phía trái thì chúng ta thấy là cái được dịch ra ấy, thì có nghĩa rằng là ở đây thì trong cái cuốn kinh nói rất là rõ, thì chúng ta nhìn thấy ở đây những cái pháp tượng như thế này ấy, trong cái cuốn kinh như này, thì so với những cái biểu tượng mà chúng ta nhìn thấy ở trên ấy, hoặc là trên những cơ sở thờ tự, thì có vẻ nó cũng không 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 giống nhau lắm. Thế nhưng mà trong trong kinh này nói rõ rằng là bình thường thì khi mới sinh ra thì cũng còn có người bình thường cũng còn có một mảnh vải che thân, thế huống chi là một đấng đấng pháp vương như vậy, thì đại diện cho cả chư thiên và loài người thì chắc chắn khi sinh ra không thể không có mảnh vải nào che thân cả. Đấy thì tôi rằng đấy là một đấy, cho nên là ở trong cái cuốn kinh này ấy, thể hiện rất rõ, chúng ta thấy Đức Phật đản sinh ở đây là khoác cái áo choàng y. Đấy, choàng y rất là dài. Mà chúng ta quay trở lại những cái pho tượng của triều Nguyễn khi mà tôi giới thiệu ở slide trên ấy, thì trong có bốn tượng Thích Ca đản sinh thì đã có hai tượng mà choàng y rất là dài như là một vị sư tăng ấy. Đấy, và một pho tượng là khoác y choàng y vai trái. Đấy, y vai trái. Thế thì còn bên phía tay phải thì chúng ta thấy là cũng nói rất là rõ là tranh Thích Ca sơ sinh. Khi mà Thích Ca mới sơ sinh ấy, sinh ra ấy, thì là tay phải chỉ lên trời,
và tay trái chỉ xuống đất. Đấy, và trong cái cuốn kinh này ấy, thì cũng thể hiện rất rõ là cái thủ ấn, cái thủ ấn của Thích Ca Sĩ Sinh ở đây là Phật pháp bất nhị, cũng là thì đây cũng là tôi cho rằng là một cái nguồn để chúng ta nghiên cứu, đặc biệt trong tạo tượng, quá trình tạo tượng để thờ trong các cơ sở thờ tự ở đây, thì đây cũng là một cái nguồn chúng ta nên tham khảo để làm sao làm cho những pho tượng thờ của chúng ta đảm bảo được những triết lý giáo lý Phật giáo. Thế thì lời cuối cùng thì tôi cũng xin tóm tắt lại một chút, tại vì Phật giáo ở nước ta thì cũng du nhập nước ta thì cũng đã rất là lâu dài, cũng có cái minh chứng gần đây là còn cả từ thời Hùng Vương thôi, nhưng mà tôi nghĩ là ít nhất thì với cái trụ sở Nguyên Âu ở thế kỷ 23 là cái chắc chắn. Thì chúng ta thấy là với gần 2.000 năm như vậy thì đã ăn sâu vào trong tâm thức và trở thành cái văn hóa bản địa. Trở thành văn hóa địa thì trên tất cả rất nhiều các cái lĩnh vực, thậm chí cả trong ngôn ngữ. Chúng ta cứ tưởng rằng là có những cái chúng ta cứ nói rằng là đấy là bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta, rồi từ ca dao tục ngữ như vậy tưởng là văn hóa bản sắc dân tộc của chúng ta, nhưng khi mà nghiên cứu kỹ các cái giáo lý kinh Phật thì chúng tôi mới nhận ra rằng là nó tương đồng ở trong những cái giáo lý kinh Phật đều có cả. Thế thì vậy là nó đã hòa nhập vào cùng văn hóa dân tộc để tạo nên một cái di sản văn hóa dân tộc chúng ta rất là giàu có và phong phú như thế này. Thế thì ở đây với một cái di sản văn hóa Phật giáo ấy, thì nói rằng trong cái khối di sản văn hóa Việt Nam ấy, thì văn hóa Phật giáo là một phần rất là quan trọng. Đấy, để tạo nên một cái văn hóa dân tộc để cho chúng ta đứng vững cả cả ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Thế và việc mà tìm hiểu cái thế chỉ tay của Đức Phật thôi, trong cái Đức Phật đản sinh thôi, nhưng mà để chúng ta cũng hiểu về những cái cội nguồn và giáo lý Phật giáo chân chính. Chúng ta tôi đồng ý là cái chuyện là chúng ta có thể là sáng tạo để khi mà đến mỗi vùng miền, đến mỗi một cái phù hợp với tập quán tâm sinh lý cũng như là nhu cầu của mỗi vùng miền, mỗi địa phương. Đấy, tuy nhiên thì tôi cho rằng cái sự sáng tạo đó để tạo nên cái nền phong phú văn hóa phong phú cho không chỉ Việt Nam cũng là một cái văn hóa phong phú đa dạng mà cho cả khu vực cũng như là trên thế giới, nhưng cái sự sáng tạo đó nó phải có một cái trục và nó phải đảm bảo được cái triết lý và giáo lý Phật giáo đó, chứ không cho đi quá xa thì nó sẽ sai lệch. Và cái trục đó thì tôi nghĩ là trong cái lịch sử ông cha ta cũng đã gìn giữ được, và chúng ta cũng có cái nhiệm vụ tiếp theo thừa kế và phát triển. Nhưng thừa kế phát triển như thế nào khi mà chúng ta thấy rằng mỗi một chúng ta Phật tử hay công chúng đi vào một cơ sở thờ tự mà cũng chỉ biết là cúi lạy mà không biết đó là ai hoặc không hiểu đó là như thế nào, thì tôi nghĩ rằng là với một cái vai trò là bảo tàng đưa lưu giữ di sản hay bất kỳ những người làm trên cái sự nghiệp văn hóa này thì cũng đều phải có vai trò và trách nhiệm để chúng ta cùng chia sẻ và hiểu hơn, để chúng ta khi hiểu hơn được thì chúng ta sẽ nâng cao cái nhận thức. Ở đây chúng ta không việc mà đi truyền bá Phật giáo không chỉ qua cái việc là chúng ta chỉ có Hoằng Dương Phật Pháp hoặc là qua kinh sách, tại vì đây là một cái cách thức mà không phải công chúng Phật tử ai cũng có thể được tiếp cận. Thì cái việc mà đến với chùa đây là những cái biểu tượng như thế này, những cái mà rất phổ thông cho công chúng có thể tiếp cận được. Vậy chúng ta giáo dục và thể hiện nó như thế nào đó để mà cho cái phương pháp giáo dục hoặc cái cách thức giáo dục của chúng ta nó hiệu quả hơn, thì tôi nghĩ đây là một cái diễn đàn và cái trao đổi ngày hôm nay của tôi tuy rất là nhỏ thôi như vậy để chúng ta cũng hiểu hơn được một chút, và khi mà chúng ta đến để nhận diện những cái giá trị của di sản thì chúng ta định hướng cho công chúng được đúng hơn, và cái cây văn hóa, cái cột văn hóa đó của chúng ta nó sẽ bền vững hơn, đó là cái bản sắc văn hóa. Và với một cây vững chắc như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái việc tiếp thu cái văn hóa bên ngoài thì chúng ta mới không bị hòa tan, và đó chính là một cái sức mạnh mềm để cho dân tộc của chúng ta mới phát triển được. Và trong đó thì Phật giáo, và cái câu cuối cùng mà tôi muốn nói ở đây, cái linh Phật giáo, cái linh của Phật giáo Việt Nam và Ấn Độ ấy, một lần nữa thì cũng 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 muốn nhấn mạnh rằng là Phật giáo đã du nhập và thấm, tôi muốn dùng từ thấm, hòa quyện và thấm vào văn hóa dân tộc, và cùng văn hóa dân tộc đồng hành trong cả nghìn năm dựng nước và giữ nước rồi. Thế để mà tách bạch ra để nhìn ra đâu là Ấn Độ, đâu là Việt Nam thì không phải dễ dàng. Thế, tuy nhiên thì để chúng ta thấy là trong đã Phật giáo Ấn Độ thì chắc chắn trong đó là văn hóa Ấn Độ. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái mạch nguồn của văn hóa Việt Nam đó
đó là văn hóa Phật giáo, và văn hóa Phật giáo đấy chính là văn hóa Ấn Độ. Và ngày hôm nay chính là một trong những cái tôi muốn chia sẻ rằng là cái link văn hóa Việt Nam Ấn Độ đó sẽ tiếp tục được phát triển, và cũng mong là trung tâm văn hóa Phật giáo, trung tâm văn hóa Ấn Độ, ngài Harissa có những cái diễn đàn như thế này để chúng tôi cùng chia sẻ, chúng ta cùng hiểu hơn về thấy được trân trọng những cái giá trị di sản của chúng ta, của cả hai quốc gia. Và một lần nữa cũng qua diễn đàn này tôi xin cảm ơn giám đốc Harissa cũng như là các quý vị và các bạn để có những cái chia sẻ thêm. Và đây chỉ là một cái tôi tóm tắt thôi, còn những trong những cái bài viết và nghiên cứu thì còn nhiều các vấn đề mà chúng ta cũng cần, và tôi hẹn ở các cái diễn đàn sau với những các cái chủ đề khác nhau để mà chúng ta cùng tìm hiểu về Phật giáo Việt Nam và những cái link của văn hóa Phật giáo Việt Nam và Ấn Độ. Và một lần nữa tôi cũng xin chúc tất cả các quý vị và các bạn sức khỏe, an lành. Và xin cảm ơn. Thank you, Ms. for your very insightful presentation on the Baby Buddha statue, its development in Vietnam. Vâng ạ, xin được cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hoan vì phần trình bày và chia sẻ hết sức là chuyên sâu của mình, để cho chúng ta được hiểu hơn về hình tượng của Đức Phật Đản Sinh cũng như là những cái ý nghĩa mà hình ảnh chỉ tay của Đức Phật mang đến. I have few observations which I will make during my presentation. Now moving to the next part of the program, I would like to invite Dr. Lethi Lien. Already I have given a brief introduction to about her. Little bit I will explain now. Vâng ạ, tôi cũng có một số những cái nhận xét cũng như là góp ý. Tuy nhiên là ở phần cuối sau bài thuyết trình thứ hai này thì tôi cũng sẽ tổng hợp để có thêm những cái gợi ý và nhận xét cho hai diễn giả của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Xin các quý vị khán giả chúng ta cùng chào đón diễn giả thứ hai, tiến sĩ Lê Thị Liên. Tôi cũng đã giới thiệu về tiến sĩ ở phần đầu của chương trình. Bây giờ tôi xin được nói thêm một đôi lời về bà. Following the completion of the MA course in Indian Archaeology and Ancient History, MS University of Baroda, India, means she has studied in India. So that is a very, very, what a very joyful thing to recollect. And a PhD degree in Buddhist and Hindu art of southern Vietnam. She continues to research on Buddhist and Hindu art in Vietnam and Southeast Asia. Aquaculture in southern Vietnam, maritime archaeology, archaeology of the naval battlefields. Và sau khi mà tiến sĩ Lê Thị Liên đã hoàn thành xong cái khóa học thạc sĩ của mình về học cổ học cũng như là lịch sử cổ đại Ấn Độ ở tại Đại học MS Baroda ở Ấn Độ, mà một người mà đã được theo học những cái khóa học ở tại Ấn Độ, thì tôi cũng cảm thấy rất là trân quý khi mà bà góp mặt cho chương trình ngày hôm nay. Đồng thời sau khi hoàn thành xong cái khóa học về bằng tiến sĩ của mình về nghệ thuật Phật giáo và Hindu giáo ở của miền Nam Việt Nam, thì bà lại tiếp tục nghiên cứu về những cái lĩnh vực này và nghiên cứu trong những cái mảng vấn đề khác như là nghệ thuật Phật giáo và Hindu giáo tại Việt Nam và Đông Nam Á, văn hóa ốc eo ở Nam Bộ, khảo cổ hàng hải, khảo cổ thủy chiến. Her publications include a book on Buddhist and Hindu art in Kulong River Delta prior to the 10th century AD, and she has edited a book. I will read the English translation: Historical Heritages and New Perspective. And has published more than 80 chapters and research papers both in English and Vietnamese. A very warm welcome to Dr. Lethi Lien for her presentation on the topic, The Propagation of Buddhism to Vietnam, a quick glimpse from archaeological data. Tiến sĩ Lê Thị Liên thì cũng đã cho ra mắt các ấn phẩm như cuốn sách về nghệ thuật Phật giáo và Hindu giáo ở đồng bằng sông Cửu Long trước cái thế kỷ thứ 10 sau Công Nguyên, được viết năm 2006 bằng tiếng Việt, và cũng tham gia biên tập cuốn sách Di sản lịch sử và những hướng tiếp cận mới, cũng như là hơn 80 bài nghiên cứu và bình luận khác nhau bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Và ngày hôm nay thì chúng ta vui mừng được chào đón tiến sĩ Lê Thị Liên sẽ có những cái phần chia sẻ và trình bày về chủ đề Sự truyền bá của Phật giáo Ấn Độ và Việt Nam, lướt nhanh từ những tư liệu khảo cổ học. So just to connect the first presentation, one finger either left or right is pointing to the sky, another is to the earth. So Dr. Lien's work is to follow Buddha under the earth. That means dig the earth to get more artifacts, more
data, so we are very eager to listen to that clear. Vâng ạ, có thể nói là hai bài trình bày này nó một sự tiếp nối với nhau, khi mà thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hoan thì nói về việc là tư thế chỉ tay của hình ảnh Đức Phật đản sinh, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ dưới đất. Thế thì tiếp nối ở bài thuyết trình thứ hai này, tiến sĩ Lê Thị Liên sẽ lại cho chúng ta một cái góc nhìn khác nhau, tại vì bà sẽ đi chuyên sâu vào cái lĩnh vực khi mà cái đường chỉ tay này đang chỉ dưới đất, đúng không ạ? Có nghĩa là về lĩnh vực liên quan chủ yếu đến khảo cổ, khi mà chúng ta phải đào sâu tìm với những cái di tích cũng như là dấu vết Phật giáo mà ẩn sâu ở trong lòng đất. Xin chào tất cả các bạn. Trước hết tôi xin cảm ơn Trung tâm Văn hóa Ấn Độ và cảm ơn tiến sĩ Harissa đã tổ chức những cái buổi tọa đàm như thế này, cũng là dịp để cho tôi có thể trình bày những kết quả nghiên cứu của mình và trao đổi học hỏi thêm. Đặc biệt là như ngay mới đây thôi thì tôi đã học được rất nhiều từ chị Thu Hoan, cũng như từ tháng 2 thì tôi cũng rất vui mừng là được nghe diễn giả Trần Thế Phương đã nói rất là hay về cái văn hóa Champa, và tôi cũng rất mong muốn những cái trình bày của tôi hôm nay, một phần là trình bày những gì tôi hiểu biết và một phần khác là sẽ tiếp tục đặt ra câu hỏi để cho các nhà nghiên cứu tiếp tục làm rõ thêm. Bởi vì với khảo cổ học thì luôn luôn là những mảnh vỡ và chúng ta phải cố gắng ghép các mảnh vỡ lại với nhau để có một bức tranh, và thường là bức tranh rất là khó hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ phải tìm từ rất là nhiều góc độ, từ tư liệu lịch sử, từ văn hóa dân gian, từ các cái di sản vẫn còn được nhân dân sử dụng hiện nay, ví dụ như là cái việc là làm các tượng thờ chẳng hạn. Vâng, tôi xin bắt đầu cái phần trình bày của mình. Xin nhờ các bạn ở trung tâm cho lên màn hình cái phần PowerPoint của tôi. Vâng, chủ đề của tôi hôm nay là sự truyền bá của Phật giáo Ấn Độ vào Việt Nam rất nhanh từ các cái tư liệu khảo học. Và ở đây chúng tôi sẽ tập trung vào mấy cái nội dung chính như sau. Xin slide tiếp theo ạ. Thứ nhất là tôi muốn nhìn cái vấn đề của mình trong cái bối cảnh của Ấn Độ vào cái thời kỳ mà Ấn Độ truyền bá cái văn minh của mình ra thế giới. Và cái vấn đề thứ hai là để truyền bá được các cái yếu tố văn hóa cũng như văn minh của mình thì Ấn Độ cũng như là các cái cư dân ở trên khắp cái vùng, đặc biệt là vùng Đông Nam Á, Đông Á và một cái thế giới mà chúng ta cũng có mối liên hệ, tức là vùng Trung Á, phía Tây, thì đã phát triển rất là mạnh mẽ các cái hoạt động giao thương cũng như là giao lưu trao đổi. Đó chính là một cái phương tiện rất là tốt, một cái cơ hội tuyệt vời để mang những cái yếu tố văn hóa, văn minh từ các nơi qua lại, trao đổi và tiếp nhận ở các cái vùng khác nhau. Và chúng ta cũng sẽ thấy là nếu như bạn nào quan tâm đến Ấn Độ hay là vùng phía Tây thì chúng ta cũng sẽ thấy họ cũng tiếp nhận cả những văn hóa của Đông Nam Á vào các cái văn hóa của mình. Và một cái nội dung thứ ba là tôi cũng muốn đặt cái chủ đề nghiên cứu của chúng ta vào cái bối cảnh của Việt Nam, vào những cái giai đoạn trước sau công nguyên, khi mà Phật giáo được truyền bá và chúng ta tiếp nhận. Cái thứ nội dung thứ tư là những cái chứng cứ sớm nhất của Phật giáo ở Việt Nam. Ở đây thì cái chủ đề của tôi nó sẽ hơi khác của chỗ cái phần trình bày của chị Hoan, là ở vào một cái giai đoạn mà cái niềm tin của tôn giáo, đặc biệt là của Phật giáo, chưa được thể hiện một cách rõ ràng qua những ngẫu tượng hay là những tiếu tượng hay là những hình vẽ, mà chúng ta sẽ phải tìm kiếm ở những cái ví dụ khác nhau, và nó nối với các cái trung tâm văn hóa ở Ấn Độ, hay là nối với cái tín ngưỡng về Phật giáo dưới nhiều cái dạng thức khác nhau. Và cũng trên cơ sở đó thì tôi phát ra một số những cái trung tâm chủ yếu về Phật giáo trong giai đoạn đầu công nguyên, căn cứ vào những cái di vật mà chúng ta đã tìm thấy. Xin slide tiếp theo. Vâng, đây là cái bản đồ các cái con đường giao thương trên biển và trên bộ. Trên biển màu xanh và trên bộ màu đỏ ở đây. Và một cái điều đáng chú ý là về mặt nghiên cứu thì các nhà nghiên cứu cho rằng là khi mà cái con đường trên bộ ấy, truyền từ cái Ấn Độ sang Trung Hoa và rồi thì đi
tới các vùng khác nhau ở trên lục địa bị cản trở do chiến tranh, do cướp, do rất rất nhiều yếu tố, thì người ta quay xuống, người ta phát triển cái con đường trên biển, gọi là con đường tơ lụa trên biển. Nhưng trên thực tế chúng ta đã nghiên cứu thì chúng ta sẽ thấy rằng là không phải chỉ vào cái giai đoạn, tức là ví dụ như là người ta nói là vào thời Hung Nô chẳng hạn, Hung Nô thì đã ngăn cản cái con đường, tham gia vào việc ngăn cản con đường tơ lụa này rất nhiều. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là trên cơ sở nghiên cứu của các nhà khoa học thì ta sẽ thấy là từ thời đá mới đã có những cái giao lưu ở trên biển rồi, và đặc biệt là giữa khu vực các nước Đông Nam Á thì giao lưu rất nhiều, và sau đó là mở rộng hơn, ngày càng mở rộng theo cái sự phát hiện của cái quy luật của gió mùa, thì cái con đường hàng hải đã càng ngày càng được nối xa hơn và thường xuyên hơn cũng như là mạnh mẽ hơn. Và ở đây đối với Ấn Độ thì các nhà nghiên cứu, cả các nhà nghiên cứu hàng hải cũng con đường giao thương trên biển, cũng như là các nhà nghiên cứu về nhiều lĩnh vực khác nhau đã chỉ ra cho chúng ta rằng là rất là nhiều các cái khu vực, các cái trung tâm của Ấn Độ có giao thương và trao đổi văn hóa với nước ngoài, nhất là hàng loạt các cái cảng biển ở vùng biển Đông Ấn Độ. Nhưng gần đây thì chúng ta càng ngày càng có nhiều hơn những cái ví dụ từ miền Tây Ấn Độ, trong khi là trước đó thì Ấn Độ cũng đã phát hiện ra rất nhiều các cái di tích hang động Phật giáo và Hindu giáo, có cả những cái chữ văn khắc của các nhà buôn của các cái vùng Trung Á hay là vùng La Mã Hy Lạp mà đã để lại trên con đường giao lưu buôn bán. Như thế chúng ta sẽ thấy rằng là cả hai bờ của Ấn Độ cũng đã có những cái sự phát triển rất mạnh mẽ trong quá trình giao thương. Và ở đây tôi càng chú tâm hơn nữa đến cái khu vực gọi là Baharus, là một cái cảng biển nổi tiếng của Ấn Độ, mà về sau tôi sẽ cho các bạn thấy những cái ví dụ tại sao tôi lại quan tâm đến cái khu vực này. Thế thì bối cảnh của Ấn Độ vào cái thời kỳ mà phát triển các con đường giao thương trên biển ấy, thì chúng ta sẽ thấy là vào thế kỷ 5 trước công nguyên thì là một cái thời kỳ mà hình thành của đạo Phật, đạo Jaina, và đồng thời cũng là một thời kỳ biến chuyển từ những cái tín ngưỡng Veda cổ thành một cái thể thức mới, tức là đạo Hindu. Ở đây thì chúng ta cũng phải làm rõ cái này. Và khi mà truyền bá vào các cái vùng trên thế giới, chúng ta cũng có thể tìm thấy là vào những cái giai đoạn sớm nhất thì đôi khi những cái yếu tố Bà La Môn giáo, tức là cái thời kỳ sớm hơn cái thời kỳ đã biến chuyển, thì vẫn còn để lại. Ví dụ như là những cái bệ thờ hay là những cái tín ngưỡng vẫn còn mang cái tính chất của Veda giáo. Cái này thì là một cái chủ đề khác mà tôi sẽ nói trong một dịp khác. Nhưng mà ít nhất là chúng ta sẽ thấy là cái giai đoạn này là một cái giai đoạn bắt đầu hình thành những cái tư tưởng, những cái tín ngưỡng mới, và cũng là một cái thời kỳ chuẩn bị cho việc là các cái giáo lý đó và các cái tín ngưỡng đó được truyền bá ra nước ngoài. Và ai được coi là người mà có công nhất trong cái quá trình này thì chính là vua Asoka, từ khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đã đưa các cái tôn giáo truyền bá ra nước ngoài, đặc biệt là Phật giáo. Và với cái việc là ông ấy tôn sùng sau những cái chiến tranh để thống nhất vương quốc của mình, vương quốc Maurya, thì ông ấy đã sử dụng Phật giáo như là một cái tôn giáo chính thống của vương quốc để mà xóa bỏ những cái hận thù, xóa bỏ những cái đau thương, và để mà xây dựng một cái cường quốc mạnh mẽ. Và cũng vào khoảng thế kỷ 2 trước công nguyên cho đến khoảng thế kỷ 1-2 sau công nguyên là thời kỳ mà hai nền văn minh phương lớn ở phương Đông và phương Tây là Trung Hoa và La Mã gặp gỡ với nhau, cũng là một cái hệ quả của cái việc trao đổi giao thương. Và chúng ta cũng có rất là nhiều cái chứng cứ về cái dấu ấn của hai nền văn minh này gặp gỡ, mà trong đó thì Đông Nam Á giống như là một nhịp cầu để bắc giữa hai đầu, cũng như là nơi cung cấp rất là nhiều cái sản phẩm tham gia vào con đường thương mại, ví dụ như sản phẩm từ rừng, từ biển mà chúng ta đã được biết đến qua rất là nhiều cái bài nghiên cứu của các cái học giả về sử học, cũng như là về dân tộc học, cũng như là về khảo cổ học. Xin tiếp ạ. Để hiểu thêm cái sự truyền bá của Phật giáo Ấn Độ vào các nước ngoài, trong đó có Đông Nam Á và Việt Nam, thì chúng ta cũng chú ý đến những cái giai đoạn mà hình thành của các cứ liệu vật chất
Ví dụ như là những trung tâm tôn giáo ở đây có cái trung tâm tôn giáo và đồng thời là trung tâm của các cái tác phẩm nghệ thuật lớn, ví dụ như Gandhara, Mathura hay Amaravati. Nhưng trước khi có những cái sự xuất hiện của các cái tượng ở Đông Nam Á thì hầu hết chúng ta chỉ có những cái di vật liên quan đến những cái khu vực này, mà đặc biệt là cái vùng Tây Bắc Ấn Độ, tức là cái vùng Gandhara, vùng Taxila, như là tôi đã nói ở trước. Có lẽ, đấy là một cái giả thuyết, là có lẽ nhờ những cái di vật mà được các cái nhà buôn mang theo, mà trước hết những nhà buôn mà có mang cái tín ngưỡng, ví dụ là tín ngưỡng Hindu hay tín ngưỡng Phật giáo, mang theo mình trước hết là để dùng cho bản thân và sau đó dùng làm hàng hóa để mà tặng, biếu hay là mua bán, thì đã trở thành những cái vật đầu tiên được sử dụng và được biết đến như là những cái dấu hiệu của các cái tôn giáo của Ấn Độ hay là những cái tín ngưỡng mà người ta thực hành. Nhưng mà cái tiếp xúc đầu tiên của cái người Đông Nam Á hay là người Việt Nam thì là được thu hút bởi cái đẹp và tính chất là sang trọng, hay là thể hiện cái quyền lực, hay là thể hiện những cái yếu tố của các cái tầng lớp trên. Xin tiếp. Vâng, từ những cái ghi chép ở trong sử liệu của Trung Hoa thì người ta đã vạch ra rất là nhiều cái điểm mà thể hiện cái các cái trung tâm hàng hải trong các cái sử liệu Trung Hoa như thế này. Thế nhưng mà trên thực tế thì chúng ta sẽ thấy là có những khu vực, ví dụ như tôi vừa nói lúc nãy, là đã có rất là nhiều cái trung tâm, đặc biệt là ở vùng Gujarat, Bharu Kachh, hay là ngày nay chúng ta vẫn còn có một cái thành phố là thành phố Surat. Nó có một cái truyền thống rất lâu đời về tạc gỗ cũng như là về làm dệt vải, mà hiện nay vẫn là trung tâm cung cấp rất là nhiều cái loại vải đẹp. Hay là ở vùng miền Tây Ấn Độ, vùng miền Đông Ấn Độ, vùng miền Đông Bắc Ấn Độ thì cũng có rất là nhiều cái trung tâm mà hiện nay các nhà nghiên cứu đã chỉ ra là có cái mối liên hệ rất là lớn với Đông Nam Á. Ví dụ như người ta buôn cả từ voi cho đến ngựa chở trên thuyền chẳng hạn, hay là các cái kỹ thuật đóng thuyền thì cũng được học giữa lẫn nhau giữa hai miền, hay là kể cả đồ gốm của vùng phía Đông Nam Á cũng có mặt ở vùng Đông Ấn. Xin tiếp. Trên cái bản đồ lúc nãy tôi cũng có một cái điểm vàng, khoanh vàng ở trên vùng miền Trung Việt Nam. Thì và ở đây thì tôi cho một cái ví dụ khác về các cái trung tâm hình thành dọc theo các cái ven biển của vùng Đông Nam Á, mà sau này nó sẽ trở thành những cái trung tâm có thể gọi là các cái state, cái early state, tức là những cái quốc gia sớm ở Đông Nam Á, trong đó có Phù Nam. Một cái ví dụ ở vùng ven biển Thái Lan và bán đảo Malaysia thì chúng ta sẽ thấy những cái cảng biển nó được hình thành từ những cái thế kỷ trước công nguyên ở trên các cái vùng này, thì đã bộc lộ rất là nhiều các cái di vật, đặc biệt là những cái đồ mã não như thế này. Còn rất là nhiều loại hình khác, nhưng đây tôi đưa ra một số cái ví dụ để mọi người thấy rằng là trên cơ sở người ta nghiên cứu thì người ta đã xác định ra được là ngoài cái chuyện xuất lộ những cái hiện vật mà có nguồn gốc từ Ấn Độ, ví dụ như cả về hình dáng đến kỹ thuật sản xuất thì xuất hiện từ Ấn Độ, thì dường như là người bản địa hay là thợ của Ấn Độ đến có mặt ở trong những khu vực này cũng sản xuất ra những cái di vật mà có những cái có thể là kỹ thuật Ấn Độ nhưng mà phong cách lại của Đông Nam Á, hay là kỹ thuật của Đông Nam Á nhưng mà phong cách lại là kỹ thuật của Trung Hoa nhưng mà lại phong cách là Đông Nam Á chẳng hạn. Đấy. Thế thì những cái sự hình thành của những cái trung tâm ven biển như thế này nó phục vụ cho các cái thương nhân, và đồng thời nó cũng làm phát triển các cái nhận thức về văn hóa, về tín ngưỡng, và để sau này nó hình thành nên những cái trung tâm nhà nước như tôi vừa nói đến. Và ở đây thì tôi khoanh lại một số cái hình mà chúng ta sẽ thấy là nó có liên quan đến Phật giáo, như là cái hình Triratna, là hình gọi là Tam Bảo, ta gọi là Tam Bảo chẳng hạn, hay là cái hình con sư tử, cái hình con sư tử mà chúng ta biết rằng là sư tử là cái Sakya Simha, là một cái biểu tượng của bộ tộc Sakya, bộ tộc mà đã nơi mà Đức Phật được sinh ra. Thì chúng ta sẽ thấy là trong rất nhiều các cái
di tích ở Đông Nam Á vào cái giai đoạn mà hiện nay thì một số nơi, ví dụ như ở Thái Lan thì vẫn xếp vào cái giai đoạn gọi là thời kỳ kim khí, nhưng gần đây thì cũng rất nhiều nhà nghiên cứu cho rằng không phải chỉ đến khoảng thế kỷ 5-6 thì mới hình thành nên một cái vương quốc gọi là Dvaravati, mà có thể là cái mầm mống của nó đã ra đời sớm hơn, ở những cái di chỉ sớm hơn. Còn ở chúng ta thì chúng ta sẽ có ở những cái một số cái di tích mà trong cái slide tiếp theo tôi sẽ giới thiệu chi tiết. Vâng, kể thêm một chút là cái việc nghiên cứu các cái hình, những cái di vật như lúc nãy chúng ta sẽ nói đã nhắc tới thì quan sát cái bảng này, một cái kết quả nghiên cứu của một học giả người Pháp, thì chúng ta sẽ thấy là những cái hình như con sư tử chẳng hạn, hay một số những cái hình có khắc, người ta gọi là hạt chuỗi mà có khắc axit ấy, hay là khắc những cái màu trắng như này với nhiều hoa văn khác nhau, hay là những cái hình hạt chuỗi kiểu như là hình lục giác hay hình quả nhót như thế này ấy, thì được xếp vào giai đoạn 1 trong cái bảng của cái bảng nghiên cứu này. Thì cái giai đoạn này là vào vài thế kỷ trước công nguyên, và nó xuất hiện ở vùng ven biển Thái Lan, đặc biệt là ở Khao Sam Keo, là một cái di chỉ cảng biển rất là nổi tiếng. Cái thứ hai là Bàn Đôn Ta Phét, là một cái trung tâm cũng rất là nổi tiếng mà trước đây thì người ta vẫn vẫn cho là vào cái giai đoạn kim khí đấy, và đồng thời là trong cái văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung Việt Nam. Nhưng hiện nay thì chúng ta sẽ thấy là rất nhiều loại hình ở cái nhóm trên này có mặt ở rất nhiều nơi khác, ví dụ như là rồng cá vồ chẳng hạn, hay là rất là nhiều cái di tích khác ở miền Nam Việt Nam, cái di tích mà chúng ta xếp vào gọi là tiền ốc eo, tức là trước khi có cái sự thống nhất về mặt văn hóa cũng như là phổ biến về các cái dấu tích văn hóa của cái nền văn minh ốc eo, mà được coi là cái sự biểu hiện vật chất của vương quốc Phù Nam, một trong những vương quốc sớm nhất được hình thành ở Đông Nam Á. Và trong số những cái di vật thuộc giai đoạn 1 thì chúng ta chú ý đến cái hình sư tử. Đấy. Xin tiếp theo. Xin slide tiếp theo. Vâng. Chúng ta sẽ quay lại đi vào chi tiết hơn cái bối cảnh của Việt Nam vào cái giai đoạn mà hình thành nên những cảng biển sớm như vậy. Thì trong cái thời kỳ những thế kỷ trước, nửa cuối thiên niên kỷ 1 trước công nguyên và những thế kỷ đầu công nguyên, chúng ta có ba cái trung tâm văn hóa lớn, tức là vùng văn hóa Đông Sơn ở phía Bắc với những cái khu vực thung lũng, sông Hồng, sông Mã và sông Cả, như là những cái trung tâm rất là quan trọng. Ở đấy chúng ta có cái nền văn minh Đông Sơn từ thế kỷ 7-6 trước công nguyên cho đến thế kỷ 1-2 sau công nguyên. Và cái trung tâm, cái vùng văn hóa thứ hai là vùng văn hóa Sa Huỳnh. Và cũng là một cái văn hóa phát triển từ khoảng thế kỷ 5 trước công nguyên đến thế kỷ 1-2 sau công nguyên. Và một vùng thứ ba mà người ta hay gọi là văn hóa Đồng Nai, hay là văn hóa sơ kỳ sắc, rồi đến nó có những cái yếu tố mà liên quan đến cả cuối đá mới, có những cái di tích cuối đá mới đến di tích kim khí. Ví dụ như chúng ta có những cái di tích rất là nổi tiếng với rất là nhiều cái đồ đồng, như là các cái loại nổi tiếng như là qua đồng Long Giao chẳng hạn đấy, thì đấy là một cái vùng văn hóa mà đã bắt đầu có những cái giao lưu rất là mạnh mẽ cả với phía Bắc và cả với vùng phía Nam. Chúng ta sẽ đi sâu chi tiết hơn vào các từng khu vực khác nhau, nhưng để cho các bạn thấy rằng là trong khi mà trên thế cái con đường tơ lụa đang phát triển, con đường giao thương trên biển đang phát triển rất mạnh mẽ từ nửa cuối thiên niên kỷ 1 trước công nguyên đến khoảng đầu công nguyên, thì chúng ta đã có ba cái nền văn hóa mà tiếp nhận những cái và tham dự vào những cái hoạt động trên cái con đường thương mại này. Xin slide tiếp theo. Vâng, đây là những cái di vật mà chúng ta lại quan tâm đến nhiều. Lý do là thứ nhất là nó rất là hấp dẫn với những người dân bình thường cũng như những các nhà nghiên cứu, và đồng thời nó cũng chỉ nó thể hiện những cái yếu tố về cái đẹp, về văn hóa, về tín ngưỡng, về tôn giáo. Chúng ta sẽ thấy là ở vùng phía Bắc thì chúng ta phát hiện trước hết ấy,
là những cái di vật, vì ở đây chúng ta nói đến cái mối liên hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ, cho nên tôi tạm thời để gác lại một số những cái di vật ngoại nhập từ các cái nền văn hóa khác, ví dụ như là văn hóa La Mã hay là văn hóa Trung Hoa chẳng hạn. Thế thì chúng ta sẽ thấy ở đây là những cái di tích, ví dụ ở làng Vạc, Nghệ An hay là ở vùng sông Mã, thì đều phát hiện ra rất là nhiều cái di vật hạt chuỗi, thủy tinh và đá mạ não như thế này, bên cạnh rất là nhiều cái loại hình di tích di vật khác nữa, kể cả những cái loại đồ đồng của vùng Đông Á, vùng Trung Á, ví dụ như ở Thanh Hóa chúng ta đã phát hiện ra cái cây đèn đồng, cây đèn đồng rất là nổi tiếng đấy chẳng hạn. Đấy. Và những cái cảng biển thì nó, tôi đánh dấu ở đây là một vài cái ví dụ, một vài ví dụ thì chúng ta sẽ thấy là cái cảng biển ở phía Bắc ấy, hiện nay chúng ta hay nhắc đến là cảng biển Vân Đồn, thì ở đây cảng biển Vân Đồn là mang tính chất quốc tế, được nhà Lý cho thành lập vào thế kỷ đầu thế kỷ thứ 12, nhưng trên thực tế có thể nó đã hoạt động sớm hơn rất nhiều, vì từ một cái ví dụ là những ngôi mộ thời Hán được phát hiện ở đây. Một cái đặc điểm nữa của cái vùng sông Hồng ấy là có những cái cửa biển, cửa sông đi vào, ví dụ như hệ thống sông Bạch Đằng để đi vào phía trong, thì hiện nay chúng ta không phát hiện được nhiều cái di chỉ cư trú, nhưng một số những cái khu vực mộ táng, ví dụ như mộ táng Việt Khê chẳng hạn, thì chúng ta đã thấy là vào những thế kỷ trước công nguyên thì đã có cái giao lưu văn hóa ở đó, thì chúng ta chưa tìm thấy thật là rõ rệt những cái di vật kiểu như là hạt chuỗi như thế này, nhưng mà những cái di vật mà vào những thế kỷ trước công nguyên liên hệ với cái vùng Bách Việt chẳng hạn thì là đã được nhìn thấy rất là nhiều. Nhưng mà lại sâu hơn nữa vào tận đến Lào Cai thì chúng ta đã phát hiện những cái mảnh bát thủy tinh của Roma chẳng hạn, như vậy của La Mã, thế giới La Mã chẳng hạn, thì cho thấy là những cái vùng cửa sông liên quan đến hệ thống sông Hồng đã là một cái mạch nối rất là hoạt động rất là sôi nổi vào những cái thế kỷ trước công nguyên để góp phần tham dự vào cái con đường vào cái hệ thống giao thương trên trên biển. Và đặc biệt là vùng miền Trung thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái khu vực mà thuận lợi cho cái việc neo đậu tàu thuyền, đặc biệt là vào giai đoạn mà chưa phát triển những con tàu lớn, như bài trình bày của nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương vào hôm trước đã cho chúng ta thấy, ví dụ như ở vùng sông Thu Bồn chẳng hạn, hay là vùng Đà Nẵng chẳng hạn. Ví dụ ở Đà Nẵng, ở Nam Thổ Sơn cũng phát hiện được rất là nhiều những cái di tích mà có chứa hạt chuỗi. Và ở đây thì phần lớn các di tích ở trên đất liền ấy là di tích mộ táng. Và từ mộ táng thì người ta đã phát hiện rất nhiều cái loại hình như thế này. Và trong đó có cái hình sư tử là cái hình mà có liên quan đến Phật giáo. Thế thì một cái câu hỏi đặt ra là gì? Lúc này thì người ta đã tin vào cái tín ngưỡng Phật giáo đến đâu? Đấy là những người theo tín ngưỡng Phật giáo hay chỉ là những người biết đến Phật giáo, thì đấy là một câu hỏi mà chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu. Vì là trong cái quá trình mà nghiên cứu ở phía Bắc Việt Nam chẳng hạn, trong một cái bài gần đây mà chúng tôi có tham gia phát biểu tại cái trình bày tham gia viết bài cho cái hội nghị về cái giai đoạn Phật giáo đầu công nguyên chẳng hạn, vào thời Hai Bà Trưng, thì chúng tôi cũng cho rằng là vào cái giai đoạn đầu đó ở miền Bắc Việt Nam là chưa có những cái tự viện lớn. Đấy. Chưa có, có thể là chưa có những cái tự viện lớn, mà chủ yếu là những cái hang động nơi các cái nhà sư dừng chân để tu hành, và bằng những cái phương pháp truyền đạo rất là đơn giản, ví dụ như truyền miệng bằng những câu chuyện kể. Đấy, thì đấy cũng là một cái yếu tố mà chúng ta phải quan tâm khi mà chúng ta nghiên cứu cái giai đoạn đầu, lúc mà chưa có những cái sự truyền bá mạnh mẽ về tượng pháp hay là về những cái giáo lý kinh sách chẳng hạn. Đấy, phải đến từ thế kỷ 2 trở đi thì ở miền Bắc Việt Nam chúng ta có một cái trung tâm Phật giáo rất là lớn ở vùng Lâu Dâu Ly Lâu, mà tôi sẽ nhắc đến ở sau, nhưng không có nghĩa là đến lúc đó thì người ta mới biết đến Phật giáo. Thế và ở vùng miền Trung thì sau đó chúng ta cũng sẽ thấy một cái quãng vắng trong vài thế kỷ ở cái giai đoạn là nhà nước Champa lâm ốc rồi đến phát triển thành cái Hoàn Vương đấy. Thế thì chúng ta sẽ thấy là sau cái thời kỳ Giao Hình nó có một cái khoảng trống, và khoảng trống đấy là trong nghiên cứu, và như tôi đã nói là bức tranh chưa được ghép đủ mạch, chúng ta sẽ còn phải nghiên cứu một cái hệ thống nữa đấy. Hay là như ở Hòa Diêm Khánh Hòa chẳng hạn cũng có những cái hiện vật như thế này. Và đặc biệt là vùng Nam Việt Nam, là từ cái vùng cửa biển Cần Giờ mà đi vào
thì là một cái cảng biển. Chúng tôi qua những cái nghiên cứu gần đây mà chúng tôi đã công bố trên cái gọi là kỷ yếu hội nghị của SPAFA lần thứ 2 năm 2018 thì phải, thì chúng ta đã xác định được là đây là một cái cảng biển của vùng Cần Giờ, là một cảng biển rất là quan trọng. Ở đó là nơi tiếp nhận rất là nhiều cái tôn giáo tín ngưỡng của Ấn Độ và đưa sâu vào vùng đồng bằng vùng đồng bằng Nam Bộ, đặc biệt là vùng Đồng Tháp 10. Cho nên chúng ta có cái di tích ở Gò Hàng, Long An là một cái di tích nằm sâu trong vùng đồng bằng, thì đã có những dấu tích rất là rõ rệt của tính chất của Phật giáo như thế này. Xin tiếp theo. Vâng, bây giờ chúng ta lại quay lại chi tiết hơn để nhìn các cái di vật. Ví dụ như cái con sư tử phát hiện ở Lai Nghi, thì chúng ta sẽ thấy là về cái hình thức, hình dáng của nó rất là gần gũi với một cái con sư tử được tạc bằng crystal, đá crystal ở vùng Taxila, ở trong cái ngôi tháp số 7 của Dharmaraja, gọi là Dharmarajika. Và cái tư liệu này nó cũng rất là thú vị. Và tôi cũng xin nói thêm rằng là ở các cái vùng khác chúng ta sẽ có những cái di tích, có những cái dấu ấn khác, ví dụ như về gốm hay là về một số cái di vật khác, cho thấy là cái mối liên hệ với vùng Tây Bắc Ấn Độ rất là nhiều. Đấy. Hay là các cái di vật này cũng thế, những cái hạt chuỗi kiểu này cũng có mặt rất là nhiều ở vùng Taxila. Ví dụ như ở đây là cái tháp U1. Đấy. Và hay là những cái di vật này ở vùng đồng bằng ở vùng Đồng Tháp 10, thì tôi xin nói thêm là bên cạnh các cái hạt chuỗi mà có những kiểu khắc axit như thế này rất gần gũi với các cái di vật mà chúng ta với các hình thức mà chúng ta thấy ở Ấn Độ vào cái giai đoạn đầu của nghệ thuật Phật giáo, thì chúng ta còn có cả những cái, ví dụ như đây ở một cái đồng tiền của ở vùng Taxila có cái hình bánh xe như thế này. Đấy. Hay là con sư tử bằng kim loại như thế này. Thì con sư tử bằng kim loại như thế này chúng ta cũng ở đây là kim loại, nhưng ở vùng Miến Điện, ở vùng Bích Thano chẳng hạn ấy, thì người ta làm cái hình thức con sư tử bằng đá mạ ảo, tức là ở đây là con sư tử quỳ, ở đây con sư tử hơi có tư thế là đang chạy, thì một loạt cái con sư tử kiểu như thế này đã được phát hiện ở Bích Thano, cũng là một cái di tích rất là sớm. Đấy. Thì đấy là những cái dấu ấn mà tôi cho rằng là nó liên quan đến những cái trung tâm Phật giáo ở Ấn Độ. Và tôi nói như vậy cũng không có nghĩa là chúng ta chỉ có những cái mối liên hệ với vùng Tây Bắc, sẽ còn có rất nhiều cái mối liên hệ khác với vùng phía Nam. Nhưng cái dấu ấn nào là dấu ấn Phật giáo và dấu ấn nào là dấu ấn tôn giáo khác thì sẽ còn phải mất thời gian để chúng ta đi vào phân tích một cái tỉ mỉ hơn. Xin tiếp ạ. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại để xem rằng là những cái khu vực nào có thể là những cái trung tâm lớn, những cái trung tâm sớm của về Phật giáo ở Việt Nam. Trước hết chúng ta sẽ nhìn quan sát những cái tư liệu từ phía Bắc Việt Nam ở cái khu vực gọi là Dâu Ly Lâu. Chúng ta biết rằng là Lũng Khê, thành cổ Lũng Khê hiện nay ở Thuận Thành, Hà Bắc là một cái thành vào thời Hán. Đặc biệt là vào thế kỷ 2, khi mà Sĩ Nhiếp cai trị ở đây thì đã là một cái trung tâm chính trị rất là quan trọng của vùng Dâu và ở đây của miền Bắc Việt Nam, của vùng Giao Chỉ. Và ở đây cũng là một cái trung tâm Phật giáo mà được gọi là trung tâm Dâu, thì với một cái câu chuyện rất là thú vị về cái sự hình thành nên cái hệ thống tứ pháp, tức là các cái pho tượng Phật Bà mà có tên là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, tức là những cái vị Phật mà liên quan đến những cái yếu tố tự nhiên về mây mưa sấm chớp. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy có một ngôi chùa của chị cả là Bà Dâu Pháp Vân ở bên ngoài thành, và ngay bên trong thành thì ta có dấu ấn của chùa Phi Tướng là chùa Pháp Lôi. Và cũng từ cái trung tâm này ấy, thì trong sử sách người ta có ghi rằng là ở miền Bắc Việt Nam là có một cái trung tâm Phật giáo phát triển rất là sớm, mà có đến 20 ngôi chùa và đến 500 tăng sư và dịch rất là nhiều sách chẳng hạn. Thì chúng ta có thể tin tin rằng đây là một cái trung tâm vào thời kỳ đó, và lúc này đã bắt đầu có tự viện cũng như có việc dịch kinh sách, mà trong đó những cái vị sư từ Ấn Độ đã dừng chân ở đây để dịch sách, và sau đó có một số vị là đi sang Trung Hoa để tiếp tục việc quảng bá về Phật giáo. Và cái trung tâm thứ hai là trung tâm Ốc Eo, đô thị cổ Ốc Eo.
Ba Thê Ốc Eo. Tôi sẽ chỉ ra một số cái dẫn chứng để cho rằng đấy cũng là một cái trung tâm sớm và với các cái dấu tích của vào khoảng từ khoảng thế kỷ 1-2 sau công nguyên. Và một cái trung tâm thứ ba là Gò Tháp. Gò Tháp với những cái chứng cứ học cổ học thì rất sớm, ví dụ như những cái dấu vết của cư trú rồi của mộ táng là nó từ những thế kỷ trước công nguyên, khoảng thế kỷ 3-4 trước công nguyên, nhưng nó phát triển rất mạnh vào khoảng đầu công nguyên và đến khoảng thế kỷ 4-5 sau công nguyên. Ngoài các cái di tích dấu tích tượng thờ đền tháp rất nổi tiếng, ví dụ như là cái văn khắc mà có liên quan đến Gunavarman và hay là cái con trai hoàng tử, con trai của vua Phù Nam ở khu vực này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một cái trung tâm rất là quan trọng về nghệ thuật Phật giáo nữa, thì tôi sẽ nhắc đến ở sau. Còn ở vùng miền Trung, như tôi đã nói là chúng ta mất dấu sau văn hóa Sa Huỳnh thì gần như là rất là khó tìm thấy các cái dấu ấn của Phật giáo. Ngoại trừ cho đến khoảng thế kỷ 7 thì chúng ta sẽ có những cái bắt đầu từ thế kỷ 7 thì vùng Trà Kiệu là kinh đô của Champa thì đã xuất hiện những cái tấm đất nung mà thể hiện các cái hình Phật, và sau đó thì ở núi Chồi Quảng Ngãi chúng ta cũng có một cái khu vực được coi là lò sản xuất rất là nhiều thứ, trong đó có các tấm đất nung hình thể hiện hình Phật đấy. Và ngoài ra thì dọc ven biển miền Trung này chúng ta cũng phát hiện được khá nhiều các cái tượng Phật, ví dụ như ở Thủy Cam Huế rồi một số nơi khác ở trong các slide sau tôi sẽ chỉ ra. Xin tiếp. Vâng, đây là những cái dấu ấn từ vùng Dâu. Hiện nay những dấu ấn này là của khoảng thời kỳ thời Lê trở đi. Đấy, ví dụ như là tượng bà Dâu bằng gỗ, mà hay là tượng bà Phi Tướng cũng bằng gỗ, hay là cái tượng cái bia mà thể hiện bà Phi Tướng với một cái trang phục rất kiểu Trung Hoa như thế này. Và ở trong này thì có một cái pháp danh cũng rất là đặc biệt, kể cả ở chùa Dâu có rất là nhiều văn bia, cũng như ở chùa Dâu ở cái bia ở chùa Phi Tướng là cái bia sớm, rất là sớm vào thế kỷ 17, thì chúng ta sẽ thấy là cái câu ở đây là Đại Thánh Pháp Lôi Phật, tức là Great Saint Pháp Lôi Thunder Buddha. Đấy, như vậy là vừa là Phật lại vừa là thánh. Đấy. Và như thế là chúng ta sẽ thấy là cái tín ngưỡng thờ tứ pháp là một cái tín ngưỡng rất là thú vị. Và không phải chỉ có ở vùng Ly Lâu với bốn bà, mà chúng ta ngay ở vùng Ly Lâu gần trong vùng huyện Thuận Thành, các cái xã khác cách xa mấy cái chùa này chỉ khoảng độ 1-2 cây số, chúng ta có cái hệ thống chùa, có lẽ nó hình thành vào thời kỳ muộn hơn, nhưng ở đó người ta cũng thờ những cái vị mà người ta gọi là học trò của tứ pháp. Đấy. Và câu chuyện kể ra là gì? Khi mà cái cây dâu bị đổ xuống, cây dâu nơi mà vị sư Khâu Đà La đưa cái đứa con mới sinh của bà Ma Nương vào trong cái thân cây dâu, rồi thì cây dâu khép lại và rơi xuống dòng và đổ xuống dòng sông trong một trận bão, thì tất cả mọi người muốn kéo cái cây dâu đó lên nhưng không kéo được, thì bà Ma Nương lúc đó đã rời ngôi chùa mà trước đó bà đến ở và hầu hạ cho các việc nhà chùa hay là làm những việc nhà chùa ấy. Thì sau khi sinh con thì bà về nhà cha mẹ ở làng Mãn Xá, thì bà thấy cây dâu rơi ở dưới sông trôi qua bến nước nhà mình, thì dùng cái thắt lưng vung ra và kéo được cây dâu lên, và từ cây dâu người ta tự tạc ra tượng bốn bà dâu, và những cái cành dâu ấy thì được tạc thành những cái cây, những cái pho tượng nhỏ hơn gọi là học trò của bà dâu. Thì đấy là câu chuyện mà ngày nay dân gian ở trong vùng kể lại trong những chuyến đi khảo sát của chúng tôi. Thế nhưng nó cũng rất là thú vị là chúng ta sẽ thấy là hệ thống thờ tứ pháp đã phát triển rất là mạnh ra vùng đồng bằng sông Hồng. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy là ở chùa Thái Lạc, Hưng Yên, hay là ngay ở Hà Nội này, ngay ở vùng ở Hoàng Mai thì cũng có một cái chùa có tên là Pháp Vân. Chúng ta chưa biết gốc tích của nó thế nào, nhưng có lẽ sẽ phải tìm hiểu sâu hơn tại sao lại có một cái hệ thống chùa như vậy. Hay là có chùa Đậu. Đấy. Chùa Đậu tức là nếu mà theo cái thứ tự, tức là sau bà dâu, em của bà dâu. Ở Ly Lâu thì ở vùng Lũng Khê thì cũng có bốn ngôi chùa, mà trong đó có chùa Đậu, tức là bà thứ hai, tức là Pháp Vũ. Thì ở vùng Thường Tín, Hà Tây cũng có cái ngôi chùa Đậu. Đấy.
Thì đấy là một cái những cái chứng cứ để cho thấy là cái việc thờ tứ pháp đã phát triển rất là mạnh và rất là rộng ở cái vùng đồng bằng sông Hồng. Và một cái điểm thú vị nữa là các cái bà dâu, các bà tứ pháp ấy, thì có một cái khuôn mặt nữ tính. Đấy. Khuôn mặt nữ tính nhưng mà thân thể, khi mà chúng tôi cũng rất là mạo muội cởi những cái trang phục. Những trang phục này là chỉ khoác vào sau này thôi. Và đặc biệt là càng về sau thì càng nhiều màu sắc, nhưng lúc đầu thì các dân gian chỉ khoác lên những cái bộ trang phục rất là đơn giản như thế này. Thì cái cơ thể là gọi là khỏa thân vô tính, nếu mà nói theo cái thuật ngữ của điêu khắc ấy, gọi là khỏa thân vô tính, tức là không thể hiện nam cũng không thể hiện nữ. Đấy, và đều là bằng gỗ. Thì cái trong một bài viết của tôi thì tôi cũng đã bàn về cái vấn đề này. Có lẽ là ở đây nó đã có mối liên hệ với một cái trung tâm tạc tượng gỗ ở phía Nam Chăng từ cái thời xa xưa. Cho đến ngày nay thì cái sự đứt quãng về mặt lịch sử chúng ta không còn thấy nữa. Thế nhưng mà nó có những cái nét nào đó để cho chúng ta gợi đến một cái hướng nghiên cứu là tìm một cái mạch nối giữa miền Bắc và miền Nam. Bởi vì ngay trong cái thành cổ Luy Lâu ấy, thì chúng ta đã phát hiện ra những cái dấu tích về gốm, rồi thì về các cái di vật liên hệ với vùng miền Trung và vùng miền Nam Việt Nam. Ví dụ như là đầu ngói mặt hề hay đầu ngói hoa sen thì có cái chi tiết, những cái yếu tố rất là gần gũi với vùng Champa, vùng Trạc Kiệu. Còn những cái đồ gốm thì chúng ta sẽ thấy là giữa cái di tích Gò Tháp và cái di tích Luy Lâu chúng ta sẽ thấy những mảnh gốm có dấu ấn tương đồng. Ví dụ như cái dấu ấn hình hoa thị trên gốm ở Gò Tháp chẳng hạn là cái dấu là loại gốm của Luy Lâu, hay là ngay ở Gò Tháp thì cũng có những cái figurine bằng đất nung, thì cái tượng nhỏ bằng đất nung thì nó mang cái tính chất của không phải là của ấn mà mang tính chất Trung Hoa nhiều hơn chẳng hạn. Thì phải chăng là những cái mối liên hệ trong cái thời kỳ mà phát triển con đường hàng hải cũng như là các cái sứ đoàn giao lưu giữa Trung Hoa rồi Bắc Việt Nam với vùng miền Trung và miền Nam Việt Nam đã thường xuyên được tiến hành. Đấy. Xin theo slide tiếp theo. Và có một cái di vật có lẽ là liên quan đến khảo cổ nhiều hơn, rất là thú vị, tức là cái chiếc bát đồng mà có cái phần lồi lên ở giữa như này, mà tiếng Anh dùng là cái knob bowl, tức là cái phần chóp nhọn lên thế này. Và trong một trao đổi cá nhân với một học giả, một nhà nghiên cứu Ấn Độ, tiến sĩ Sila Tripathi, thì ông có hỏi tôi về các cái loại bát gốm mà có cái núm như thế này có xuất hiện ở Việt Nam không. Thì cho đến nay tôi cũng chưa biết, có thể là có đâu đó mà tôi chưa nhận ra, hoặc là tôi chưa thể biết hết. Thế nhưng mà ở vùng Luy Lâu, ít nhất là trong cái sưu tập của tiến sĩ Nishimura, người mà đã nghiên cứu và khảo sát rất là nhiều ở vùng Dâu, người đã phát hiện ra những mảnh gọi là khuôn đúc trống Đông Sơn ở ngay trong trung tâm Luy Lâu, thì đã phát hiện và đưa đến cái việc là rất là nhiều nhà nghiên cứu quốc tế tập trung nghiên cứu vào vùng Luy Lâu để cho thấy đấy là một cái trung tâm mà cũng có cái mối giao lưu rất là mạnh mẽ với thế giới bên ngoài, đặc biệt là cả cho trên con đường giao lưu thương mại trên biển. Thì chúng ta sẽ thấy là trong cái ghi chép mà tiến sĩ để lại, ông mất năm 2013 do một tai nạn giao thông, nhưng mà cái tờ giấy viết tay để lại thì nói rằng là chiếc bát này là từ vùng Mãn Xá 4 km phía nam thành Luy Lâu. Thì đây là một phát hiện rất là quan trọng, và tôi hy vọng rằng trong tương lai cái khảo cổ học ở vùng Luy Lâu sẽ đi sâu vào cả những vùng xung quanh, đặc biệt kể cả ở ngay các cái di tích chùa như là chùa Dâu chẳng hạn, để tìm hiểu sâu hơn về cái quá trình phát triển Phật giáo ở khu vực này. Và nó cũng tôi cũng muốn cung cấp thêm một tư liệu là vào thời Tùy năm 601 thì chính vua Tùy Văn Đế, hay là vua nhà Tùy, vào năm 601 thì đã đưa đến vùng Luy Lâu một cái hộp xá lị, hay là một cái hộp xá lị mà hiện nay vẫn còn cái văn khắc mới phát hiện. Phần xá lị thì chúng ta không còn biết nó là cái gì, bởi vì xá lị nhưng thực ra có thể nhiều dạng thức khác nhau, đôi khi là tóc, đôi khi là một cái văn khắc, đôi khi là một cái móng tay được coi là của Đức Phật.
Thế nhưng chúng ta cũng không nghĩ rằng là những cái liên quan đến cơ thể của Đức Phật còn lại quá nhiều như thế, hay là được phân bổ ra quá xa như thế. Nhưng có lẽ là đấy cũng là một cái hoạt động của Trung Hoa nhằm tăng cường cái sự có mặt hay là cái vị thế của mình ở vùng Đông Nam Á, ở vùng Việt Nam mà dựa trên cái tín ngưỡng Phật giáo. Xin tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với cái trung tâm Phật giáo thứ hai. Có thể thấy là những cái dấu ấn rất là sớm về tượng Phật ở đây là cái đầu tượng bằng đồng mà có cái phong cách Gandhara, mà điều đáng chú ý là phát hiện trên sườn gần chân núi Ba Thê chứ không phải dưới cánh đồng. Những cái mảnh gốm cũng rất sớm mà đã được so sánh với mảnh ngói so sánh với lại ngói ở Ấn Độ, ví dụ như từ Bihita hay là Arikamedu cũng được phát hiện ở trên vùng sườn núi Ba Thê, tức là xung quanh cái khu vực hiện nay là có cái chùa Linh Sơn đấy. Nhưng mà cái pho tượng thì phát hiện ở một cái vùng xa cái chùa Linh Sơn hơn một chút, nhưng cũng ở trên sườn núi. Chúng ta sẽ thấy là cái núi Ba Thê có một cái vai trò rất là lớn ở trong cái vương quốc Phù Nam, ở vùng đồng bằng Nam Bộ Việt Nam. Bởi vì nếu như chúng ta quan sát từ dưới cánh đồng thì nó sẽ nổi bật lên như là một cái điểm mốc, như là học giả Trần Kỳ Phương đã nói đến những cái mộc, những cái hòn núi, những cái quả núi lớn mang cái tính chất là những cái tiêu điểm hay là những cái điểm mốc trên con đường hàng hải. Thì ở đây vào thời kỳ mà vùng đồng bằng Nam Bộ mới hình thành thì nổi lên giữa vùng đồng bằng đó là cái núi Ba Thê này, có lẽ cũng mang tính chất như vậy và có tính chất thu hút những cái người đi trên những con tàu buôn đi qua vùng này, và từ đó đã dừng chân ở đây từ những cái giai đoạn trước khi mà có sự có mặt của pho tượng này, từ một vài thế kỷ trước công nguyên. Bởi vì trong những cái khu vực xung quanh ở đây và những cái di tích ở trong vùng đồng bằng thì chúng ta cũng đã phát hiện được rất là nhiều những cái dấu ấn của cái giai đoạn mà chúng ta gọi là tiền ốc eo. Và vào cái thời kỳ đầu công nguyên thì chúng ta sẽ thấy là hàng loạt cái di vật được phát hiện, ví dụ những cái di vật như thế này. Ở đó chúng ta sẽ thấy những cái dấu ấn của cái hình swastika trên một cái khuôn đúc như thế này. Và những cái hình trang trí nó rất là gần với những cái kiểu gọi là lá acanthus, một cái motif mà phổ biến ở cái vùng Phật giáo phía Tây Bắc Ấn Độ, vùng Taxila. Đấy. Và một cái sự hình thành nữa của cái phong cách gốm ở vùng của trong văn hóa của eo là sự có mặt của những cái nắp đậy hình tháp như thế này, và chúng tôi tin là được đậy lên những cái bình hương mang tính chất là tín ngưỡng Phật giáo. Và chúng ta cũng sẽ thấy là những cái hình kiểu như thế này cũng có bắt nguồn từ vùng Gandhara, nhưng ở cái hình thức đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy, ở còn vào Nam Việt Nam thì nó đã phát triển lên cái hình thức rất là đẹp và cầu kỳ trên cái loại gốm gọi là gốm mịn như thế này. Thì như thế chúng ta sẽ thấy là có lẽ là từ cái việc biết đến cái tín ngưỡng Phật giáo bên cạnh cái Hindu giáo, tôi nói thêm là ngay ở chân vùng chân núi Ba Thê này cũng đã phát hiện được những cái Shiva Linga có cái tương đồng với cái hình thức với những cái Shiva Linga rất là sớm ở Ấn Độ vào cái kỷ 1-2 đầu công nguyên. Thế và tôi sẽ nói đến cái sự truyền bá của Hindu giáo vào một dịp nào đó khác hơn, và chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái sự có mặt đồng thời của các cái tín ngưỡng này ở các cái trung tâm của văn hóa Well. Và đây là cái hình mà nhà khảo cổ học mà Malere, người phát hiện ra đô thị cổ Well, thì đã đi khảo sát và đã dựng lại cái vòng thành của một cái thành rất là vuông vức như thế này với rất nhiều điểm di tích. Và từ đó đến nay đã có thêm rất nhiều cái kết quả nghiên cứu mới cho thấy một cái quá trình phát triển rất là phồn thịnh của đô thị cổ Ốc Eo, mang tính chất cảng biển vào cái thời kỳ thiên niên kỷ, nửa đầu thiên niên kỷ 1 sau công nguyên. Xin tiếp. Vâng. Đây là một số cái dấu tích cho thấy nó là một cái trung tâm gặp gỡ của những người mà tin vào Phật giáo. Ở Gò Cái Thị, một cái di tích ở dưới trên trong cái khu vực đô thị cổ Ốc Eo, người ta đã phát hiện ra một cái phế tích kiến trúc
có rất là nhiều ô học như thế này. Người ta tranh cãi rất nhiều là đây là cái gì. Có người thì gọi là cái một cái kiến trúc hành chính, một cơ quan hành chính. Và bên cạnh đó thì còn có những cái nền móng khác mà người ta gọi là có thể là mộ thờ. Nhưng tôi cho rằng là một cái giả thuyết của tôi là gì? Những cái kiểu xây dựng như thế này thường hay gặp ở Ấn Độ dưới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như ở vùng Nam Ấn Độ thì người ta xây dựng những cái nền móng tháp Phật giáo có hình bánh xe, hay là những cái hình mà có các cái đường móng đan nhau thành thành hình thành thành hình bánh xe, hay là những cái hình khác nhau để mà gia cố cái móng. Đấy, và tôi cho rằng đây cũng là một hình thức gia cố móng. Và hiện tượng này chúng ta sẽ còn gặp ở một cái trung tâm khác là trung tâm Gò Tháp. Và chính ở khu vực này người ta đã phát hiện được khá nhiều các cái dấu tích liên quan đến Phật giáo. Ví dụ như hai pho tượng này. Một pho tượng mà được các nhà nghiên cứu xác định vào khoảng thế kỷ 45 hay là 46 liên quan đến cái phong cách tượng đời Tùy của Trung Hoa. Hay là một cái pho tượng người ta cũng cho rằng là mang cái có ảnh hưởng của cái nghệ thuật Gandhara. Và trong một cái trong cuốn sách của tôi thì tôi cho rằng là cái pho tượng này dường như nó có những cái yếu tố về nhân chủng liên quan đến vùng Đông Nam Á hơn là vùng phía Bắc. Còn trong pho tượng này thì quá rõ ràng rồi, cái khuôn mặt của vùng của Trung Hoa rất là rõ rệt. Và chúng ta sẽ thấy là cái ảnh hưởng thì giống nhau nhưng phong cách rất là khác nhau, và cái kỹ thuật thì cũng có phần là gần hơi gần gũi về về việc thể hiện. Ví dụ như đằng sau thì đều có cái chốt để cắm vào một cái giá đỡ nào đó. Và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những cái hiện vật nhỏ đã phát hiện được ốc eo nhưng mà không rõ được là đã phát hiện ở đâu, bởi vì đều là những cái di vật mua lại trong dân. Ví dụ như là một cái hình dập của Phật như thế này, và kể cả hình Quan Âm Bồ Tát thì cũng đã được phát hiện ở đây trên những cái chất liệu kim loại nhỏ. Xin tiếp ạ. Đây là những cái dấu tích ở cái trung tâm Phật giáo thứ ba là ở Gò Tháp, hiện nay thuộc tỉnh Đồng Tháp, nằm trong vùng Đồng Tháp 10. Điều rất là thú vị là vùng Đồng Tháp 10 là một vùng đồng bằng trũng thấp và ngập lụt quanh năm, nhưng di tích Gò Tháp thì lại có những cái gò, chuỗi gò nổi cao lên mà ở về mặt địa chất nó thuộc vào Q4. Tức là những cái gò cát nổi lên, và ở đó thì bên dưới những cái lớp phù sa dày khoảng trên dưới 1 mét ấy, thì chúng ta gặp những cái lớp cát biển. Như vậy nó là một cái vùng mà gò cát nổi lên trên những cái vùng biển, biển Đông. Và ở đây thì đã có rất là nhiều cái chứng cớ của cư dân ở đây, và các cái dấu tích về Hindu giáo thì có những cái hình đinh ba của Shiva được khắc chạm trên những cái mảnh mai rùa, hay là mảnh các cái di vật khác nhau, mà cho chúng ta một cái khái niệm về những cái kiểu đinh ba từ những thế kỷ đầu công nguyên. Như vậy là cái sự có mặt của các cái dấu ấn giao thương với và giao lưu với văn hóa Minh Ấn Độ là có từ rất là sớm, và như tôi nói lúc nãy là có lẽ nó đã thông qua cái vùng cửa biển của hệ thống sông Đồng Nai để đi vào cái khu vực phía trong, cũng như là đi lên những cái vùng cao hơn phía các cái tỉnh như Đồng Nai rồi thì Lâm Đồng, mà trong những dịp khác chúng ta sẽ bàn tới. Ở đây chúng ta sẽ thấy là những cái dấu tích về tháp Phật giáo ấy, thì tôi dựa trên những cái phân tích về dấu vết kiến trúc để cho rằng là đây là những cái dấu tích mang tính chất Phật giáo. Ví dụ như là cái phế tích tháp mà phế tích kiến trúc ở Gò Bà Chúa Xứ cũng có cái lối gia cố nền móng bằng các cái trụ gạch ô vuông, những cái ô vuông như thế này, với một vùng trung tâm phía tây là có một cái ô xây bằng gạch cỡ rất là lớn, có lẽ là phần trung tâm của cái ngôi tháp này. Nhưng mà rất tiếc ấy là các cái di vật trong này thì đã bị mất trộm hết, cho nên là chúng ta không biết được là cái gì có trong đó. Hay là một ngôi tháp thứ hai, thì ngôi tháp này bằng cái niên đại C14 của cái phần gỗ lót ở phần trung tâm dưới đáy của nó thì cho vào khoảng niên đại thế kỷ thứ 6 sau công nguyên, và nó được tu bổ sửa chữa rất là nhiều lần, thay đổi mục đích sử dụng rất là nhiều lần, cũng như là các cái kiến trúc xung quanh nó, ví dụ như tường bao rồi cổng
tất cả là đã được chỉnh trang, tu chỉnh nhiều lần, xây dựng nhiều lần. Và sau này thì đến khoảng thời Nguyễn thì thậm chí nó còn có một ngôi chùa mà người ta hay gọi là chùa của thầy Minh, tức là Minh Sư, cho nên gọi là Gò Minh Sư là vì vậy. Và ở đây chúng ta đã phát hiện được trên 30 pho tượng Phật gỗ. Một số thì đã bị mất, sau khi dân phát hiện thì bảo tàng thu về nhưng đã bị mất. Và một số thì cho ta thấy là cái tính chất là nơi sản xuất, ví dụ như là tượng còn đang phác thảo dở, hay là tượng bị gọi là bị lỗi, ví dụ như lỗi gãy một chân đây, không tạc được nghiêm chỉnh. Và nó cũng có những cái dấu ấn của việc kỹ thuật tạo tượng mà nó rất là gần với các cái kỹ thuật tạo gỗ, ghép gỗ rất là sớm của vùng, thậm chí là vùng La Mã Hy Lạp, ví dụ như là cách ghép các cái tay bằng các cái chốt nhỏ như thế này, cách ghép vào tay như thế này, thì đây là những cái chứng cứ rất là thú vị. Và ở đây thì chúng ta đã phát hiện được những pho tượng còn nguyên vẹn rất là đẹp. Xin mời slide tiếp theo. Đây là những ví dụ của cái khu vực này. Những pho tượng nhỏ nhất ấy, nó chỉ nhỏ hơn 1 mét, thậm chí chỉ vài chục phân thôi, tức là những phần còn lại. Ở đây thì tôi cho một cái tương đối về chiều cao, kích thước của pho tượng để các vị có thể tưởng tượng được. Và pho tượng lớn nhất do người Pháp phát hiện thì được gọi là tượng tháp 10. Và tôi cho rằng chính là ở ngay cái khu tháp, hiện nay vẫn còn cái phế tích gọi là phế tích Gò Tháp 10, ở trong cái khu di tích Gò Tháp, là một gò cát nổi cao nhất, khoảng 5 mét cao hơn so với mực nước biển hiện tại. Thì pho tượng này rất là lớn, cao trên 2 mét 91. Đấy. Và cái tư thế thì cũng rất là mảnh mai, mà trong cái nghiên cứu của tôi thì tôi cho rằng là nó có cái ảnh hưởng của phía Phật giáo phía Nam, tức là vùng Amaravati. Và cùng với nó thì có nhiều cái pho tượng khác thể hiện những cái giai đoạn cũng như là những phong cách khác nhau. Ví dụ như cái pho tượng này thì đã thể hiện những cái phong cách rất là khác, mà chúng ta hầu như nhận thấy một cái sự gần gũi với những cái phong cách của Ấn Độ vào cái giai đoạn Gupta, thời kỳ ở những cái trung tâm như là Sanat chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy ở đây là những cái lối thể hiện cực kỳ độc đáo trên các cái pho tượng gỗ. Chúng ta sẽ thấy mặc dù pho tượng này chẳng hạn đã mất gần hết rồi, nhưng sẽ thấy một cái lối thể hiện rất là sống động với cái cơ thể rất là mềm mại, tư thế đứng mềm mại, cái cổ rất là cao như thế này. Và trong hầu hết các trường hợp thì đều có một cái khuôn mặt rất là độc đáo, nó hầu như không phải Ấn Độ, và cũng có một cái nét rất là, có một cái sự rất là đa dạng trong lối thể hiện. Thì tôi cho rằng là đây là một cái trung tâm mà có thể coi là quan trọng bậc nhất ở, không những chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Nam Á, về cái việc là có những cái xưởng sản xuất, đặc biệt là sản xuất tượng Phật gỗ. Và chúng ta cũng có những cái dấu ấn của xưởng sản xuất tượng Phật, tượng Hindu giáo bằng đá nữa. Và tôi đã có những cái công bố, và nếu ai quan tâm thì tôi có thể gửi cái tên bài để các bạn tìm kiếm. Về mặt niên đại thì pho tượng Phật này đã được người Pháp xác định niên đại vào khoảng thế kỷ 24 sau công nguyên, tức là xác định kết quả C14. Thì cho đến nay chúng ta chưa có thêm một kết quả C14 nào về các cái pho tượng này. Thì đây cũng là một vấn đề mà tôi hy vọng là trong tương lai thì sẽ có các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu. Một điểm nữa là ở trong cái khu di tích Gò Tháp đã có một cái khu vực gọi là địa Phật, người ta phát hiện được rất là nhiều tượng, cho đến hiện nay vẫn tiếp tục phát hiện được. Nhưng cái việc khai quật một cách hệ thống toàn bộ khu vực Gò Tháp cũng như là khu vực địa Phật thì chưa được thực hiện một cách, nghĩa là cần tỉ mỉ kỹ lưỡng. Tôi hy vọng rằng là trong tương lai những cuộc khai quật tốt hơn sẽ bộc lộ được những cái dấu tích mà khoa học hơn và rõ ràng hơn về cái sự phát triển cũng như là sự quảng bá của các cái của cái trung tâm Phật giáo này cho khu vực xung quanh nữa. Bởi vì chúng ta biết rằng là ở toàn bộ khu vực Nam Bộ thì rất nhiều nơi đã phát hiện các cái tượng gỗ khác nhau, có những nơi thì cũng có những cái tượng mà đang chế tác dở, nhưng có lẽ tập trung nhất chính là ở di tích này. Xin tiếp. Vào cái giai đoạn muộn hơn của thiên niên kỷ 1 sau công nguyên, từ khoảng thế kỷ 6-7 trở đi, chúng ta sẽ thấy là một cái sự rất là đa dạng của các cái di vật Phật giáo xuất hiện ở
cả ba miền Việt Nam. Ví dụ như miền Bắc Việt Nam thì tôi chú ý đến cái pho tượng từ cái khu vực gọi là Bến Củi. Cái này là sưu tập ngẫu nhiên, phát hiện ngẫu nhiên và được đưa về bảo tàng. Và cái bút cho thấy ở đây, cho thấy các bạn thấy là cái pho tượng này nó không lớn. Có lẽ là đi theo một thuyền buôn nào đến một cái nơi gọi là bến, bến tức là mang tính chất là bến nước. Đấy. Bến Củi thì không biết là một cái bến khá dân dã, nhưng mà cái tên mới này thì nó cũng không hoàn toàn phản ánh cái gì xảy ra trong quá khứ đấy, ở vùng Nam Định. Thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm. Và một cái di tích thứ hai là Nhạn Tháp ở vùng Nghệ An. Chúng ta sẽ thấy một cái sự giao thoa rất là thú vị của các cái văn hóa khác nhau. Ở đây chúng ta có cái hộp xá lị kiểu thời Đường, được trang trí kiểu thời Đường cũng cả về hình thức lẫn hoa văn trang trí. Và chúng ta lại có những cái viên gạch mà xây tháp có hình ba Phật. Tôi chỉ có hình ảnh một hai Phật ở đây, nó gãy mất một phần rồi. Thì chúng ta sẽ thấy là nó vẫn còn mang những cái dấu ấn ảnh hưởng từ nghệ thuật Gupta trong cái việc thể hiện cái vầng hào quang hình tròn, có những cái dấu vết của cái cành cây bồ đề ở đằng sau các cái vị Phật này. Đấy, và đây, và đồng thời là cái hộp xá lị này thì được đặt trong một cái cây gỗ lớn chôn thẳng đứng ở giữa tâm tháp. Thì đấy là một cái yếu tố mà được coi là mang cái tính chất truyền thống của Việt, người Việt cổ. Thì đấy là những cái ý kiến của một số các cái nhà nghiên cứu đặt ra. Và bên cạnh đó thì rất là nhiều các trang trí khác, chúng ta cũng sẽ thấy những cái dấu ấn của cái sự hòa trộn các cái giữa các cái văn hóa Ấn Độ. Ví dụ như là cái việc mà gắn những cái hình nhân dạng như thế này trên những cái viên viên gạch mà đặt xung quanh tháp, mà trang trí xung quanh tháp, thì chúng ta cũng sẽ gặp rất là nhiều kể cả trong cái nghệ thuật Ấn Độ cũng như là một số cái nghệ thuật Đông Nam Á, nhưng mà với các cái chủ đề rất là khác nhau. Ví dụ như văn hóa được Varavati của Thái Lan thì người ta sử dụng nhiều cái hình tượng là các con sư tử hay là các cái hình tượng khác nhau, hay là ngay trong di tích Ốc Eo thì chúng ta cũng có các hình sư tử nhưng chỉ có phần đầu, phần chân thôi, chứ không thể hiện toàn bộ cái cơ thể giống như là ở Varavati. Còn ở đây thì chúng ta lại chỉ thấy có hình mặt người thôi. Và cái hình mặt người này thì lại giống trên một cái không phải giống về mặt nhân thể mà giống về hình thức, như là trên một cái hình trang trí đất nung ở Hàn Quốc chẳng hạn. Như thế chúng ta sẽ thấy là cái giao thương nó đã đưa các cái yếu tố văn hóa đi rất là xa và pha trộn rất là nhiều cách khác nhau để tạo nên cái nền văn hóa độc đáo của mỗi vùng. Đồng thời ở miền Trung Việt Nam vào giai đoạn này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái di vật mang tính chất Phật giáo. Ngoài cái tượng Tara ở Đồng Dương hay là cái vị Phật Đồng Dương mà nhà nghiên cứu Trần Quý Phương đã trình bày hôm trước, thì chúng ta sẽ thấy là hàng loạt những cái tượng Quan Âm ở vùng Thủy Cam, Huế hay là ở vùng Phan Thiết như thế này. Các cái Quan Âm, tượng Quan Âm và tượng Phật nó đã chuyển sang một cái hình thức khác rồi. Cả về trang phục cũng như là về cái sự phát triển về tiểu tượng vào nửa cuối của thiên niên kỷ 1 sau công nguyên. Trong khi đó ở Nam Việt Nam thì với sự dâng lên của mực nước biển, chúng tôi hay gọi là sự dao động mực nước biển vào khoảng thế kỷ 6-7 sau công nguyên, mà hiện nay thì đã xác định rất là rõ là nó dâng lên khoảng 0,8 mét, thì rất là nhiều di tích ở vùng đồng bằng biến mất. Nhưng ở dọc ven biển chúng ta sẽ bắt gặp trên những cồn cát, trên những cái vùng đất cao hơn, hàng loạt những cái di tích. Trong đó có những cái di tích Phật giáo. Ví dụ những cái di tích như này tập trung rất nhiều dọc ven biển, vùng Trà Vinh, vùng Bến Tre, vùng những cái tỉnh vùng ven biển. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là một cái điều rất là thú vị. Hay là cái trong số đó thì tôi chú ý đến hai cái pho tượng. Ví dụ như pho tượng này là pho tượng ở nền chùa, thì còn thể hiện những cái nét rất là Gupta, ảnh hưởng từ cái nghệ thuật Gupta. Còn cái pho tượng này phát hiện ở Cà Mau thì lại thể hiện rất là nhiều yếu tố mà gần gũi với những cái tượng phong cách tượng của Varavati của Thái Lan, nhưng với một cái lối thể hiện thứ nhất là kích thước nhỏ hơn rất nhiều, thứ hai là nó chỉ giống ở cái thế tay thôi ạ, hai cái thế tay thôi ạ,
Đấy, tất nhiên cũng đã có sửa chữa rất nhiều cho nên chúng ta không thể thấy chính xác, nhưng nó khác hẳn với cái thế đứng mà một tay buông xuôi như thế này và một tay giơ lên như thế này. Thì đấy là những cái yếu tố mà chúng tôi cho rằng là nó đã tiếp nhận những cái phong cách mới, đồng thời nó cũng chuyển hóa. Ví dụ như pho tượng của nền chùa, sau này chúng ta sẽ thấy những cái bức tượng tương tự có trong cái nền văn minh tiền tiền Angkor chẳng hạn, thì nó gần gũi về thế đứng nhưng nó cũng đã phát triển rất là xa về nhân thể. Thì tôi cho rằng là những cái điểm như ở đền chùa cũng được coi là một cái cảng biển của Phù Nam vào đây giai đoạn phát triển, khi mà Ốc Eo trở thành cái đô thị rất là lớn. Mà trong một cái nghiên cứu gần đây thì tôi cho rằng vào cái giai đoạn phát triển của Phù Nam thì Ốc Eo là kinh đô mang tính chất chính trị và đền chùa là tính chất cảng biển của cái kinh đô đó. Thì chúng ta sẽ thấy là cái con đường tiếp nhận cái văn minh Ấn Độ nó liên tục và nó rất là cập nhật những cái phong cách mới, và cái pho tượng nền chùa là một trong những cái chứng tích đó, và còn rất nhiều các cái chứng tích khác cho thấy một cái sự giao lưu văn hóa thường xuyên cập nhật như vậy. Nó có những cái làn sóng lớn như các nhà nghiên cứu nói là những làn sóng rất là lớn khi mà nền văn minh Ấn Độ ở những cái đỉnh cao qua các cái triều đại, nhưng nó cũng có những cái sự thường xuyên, hằng xuyên của cái việc giao lưu giữa trên cái mạng lưới thương mại trên biển. Xin tiếp. Vâng, và cũng trong số những cái di tích còn lại của vùng miền Nam Việt Nam về Phật giáo thì có lẽ rõ nhất chính là cái di tích Gò Xoài. Đây là cái phế tích kiến trúc mà trong đó chúng ta đã phát hiện được 26 cái hiện vật mà thể hiện những cái nó gọi là, mà chúng tôi gọi là bộ thánh tích, tức là đặt vào để làm cho di tích thiêng, di tích trở nên là có tính chất tôn giáo, tín ngưỡng. Và trong đó thì có một cái bản văn khắc mà nó ghi lại cái nó gọi là cái văn khắc khắc ghi cái nội dung Yidhama liên quan đến tín ngưỡng Phật giáo, cái triết lý của Phật giáo. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy là các cái hình thức nghệ thuật khác nhau. Đây nó là một cái cơ sở rất là quan trọng để chúng ta so sánh với các cái di tích khác mà chúng ta phát hiện các cái di vật ở Nam Việt Nam, cũng như là so sánh để tìm ra cái mối liên hệ về mặt niên đại giữa các cái khu vực. Ở đây cũng có một cái thú vị nữa là cái hình thức một cô gái được vẽ trên một cái mảnh vàng như thế này, và nó gợi cho chúng ta những cái hình những cái người mà theo hầu bên cạnh Đức Phật ở các cái hang động vùng miền Tây Ấn Độ. Và nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy một cái hình tượng được thể hiện mang nhiều cái nét cái dấu ấn của cái ảnh hưởng văn hóa, ví dụ như cách đeo rất là nhiều vòng tay, vòng chân, rồi cái thế đứng là Tribhanga rất là mềm mại như này, thì lại có một cái búi tóc kiểu rất là phổ biến trên nhiều cái hình tượng được thấy ở Nam Việt Nam, thì có lẽ đây là một cái yếu tố rất là bản địa. Và đây cũng là một cái ví dụ rất thú vị về việc giao lưu và tiếp nhận cũng như là tiếp biến văn hóa ở trong văn hóa của em. Xin tiếp. Vâng, bây giờ tôi chắc là cũng hết giờ mà tôi được phép nói rồi, thì tôi có một vài cái nhận xét như thế này. Thứ nhất là cái tư liệu khảo cổ học thì giúp rất nhiều cho cái việc làm rõ thêm những cái ghi chép về lịch sử, hay là làm cụ thể hóa những cái truyền thuyết, và làm rõ hơn, cho làm xác thực hơn cho những cái truyền thống hay những cái ngôn ngữ có liên quan đến cái tín ngưỡng Phật giáo ở Việt Nam. Ví dụ như trong cái bài nói trước đây tôi đã nói về cái vấn đề là cái từ bụt và từ Phật cùng tồn tại trong ngôn ngữ của người Việt, thì cái từ bụt liên quan đến có lẽ là từ một cái phái sinh từ cái từ Buddha, và cái từ Phật thì liên quan đến cái từ phú của ngôn ngữ Trung Hoa. Thì như thế nó cũng cho chúng ta những cái câu chuyện, nó liên quan những câu chuyện ví dụ như Bụt hiện để mà cứu rỗi những người gặp phải hoạn nạn hay gặp phải đau khổ, an ủi người ta rồi giúp đỡ người ta, thì có lẽ là người Việt cổ đã coi ông Bụt như là một vị tiên, một vị thánh, và cái yếu tố đó nó được nhìn thấy rõ cả trong cái Phật tứ pháp chẳng hạn. Đấy. Thế thì đấy là một cái yếu tố mà cần chú ý khi mà chúng ta nghiên cứu các cái dấu ấn. Cái thứ hai là một cái nhận xét thứ hai là từ những thế kỷ trước công nguyên thì Phật giáo cũng như là các cái tôn giáo khác từ Ấn Độ
đã được biết đến bởi những nhóm người, những nhóm cư dân cổ ở Việt Nam thông qua cái con đường giao thương trên biển. Tôi không nói là nó chỉ đến từ Việt Nam, có thể đến từ hướng Trung Quốc nữa, từ hướng Trung Hoa, như chúng ta thấy trong một cái hình ảnh của một cái vị Phật mà mang cái phong cách Trung Hoa. Nhưng cái con đường giao thương trước hết là những người thương nhân có lẽ đã mang đến bằng chính cái niềm tin của người ta trước hết, của bản thân những cái thương nhân trước hết, sau đó mới là những cái cơ hội để người ta giao lưu, truyền bá những cái ý tưởng đầu tiên. Trước khi mà có những cái nhà sư hay là những cái pháp sư đến để mà truyền bá tiếp. Và cái Phật giáo vào thời kỳ sớm, nhận xét thứ ba ấy, là được người dân địa phương là thực hành trước trong rất là nhiều hình dạng khác nhau và được kết hợp với các cái tín ngưỡng bản địa trước khi nó được các cái tầng lớp trên hay là cái tầng lớp cai trị sử dụng mang cái tính chất là tôn giáo của quốc giáo hay là ở cấp độ cao hơn, và trước khi hình thành những cái kiến trúc được xây dựng với cái quy mô lớn, ví dụ như là tự viện hay là những ngôi tháp, thì có lẽ là phải vào những giai đoạn mà muộn hơn thì mới hình thành như vậy. Tiếp theo, ít nhất là từ khoảng thế kỷ 2 trở đi mới có. Một điều nữa là các cái tự viện, tượng Pháp và các cái tháp Phật giáo hay là các cái hình thức khác của Phật giáo, thì khi mà bắt đầu phát triển từ khoảng thế kỷ 2 ấy, thì nó đã tập trung ở một cái số vùng như chúng ta đã nói. Và cái ví dụ sớm nhất là ở trong văn hóa Ốc Eo, và có lẽ là ở một số nơi khác, ví dụ như tập trung ở vùng Dâu và nơi mà có những cái trung tâm quan trọng trong cái cả về mặt chính trị cũng như là về mặt giao thương đường biển, cũng như là ở miền Bắc Việt Nam thì còn liên quan đến cái sự giao lưu với Trung Hoa. Vào cái nửa cuối của thiên niên kỷ 1 sau Công Nguyên ấy, thì cũng chứng kiến cái sự phát triển rất là mạnh mẽ của Phật giáo ở Việt Nam với nhiều cái phong cách địa phương như tôi đã trình bày. Và cái việc mà giới thiệu, rồi việc tiếp nhận và việc thực hành của Phật giáo ở Việt Nam thì luôn luôn song hành với sự các cái khuynh hướng phát triển về mặt tư tưởng cũng như là về mặt nghệ thuật của Phật giáo Ấn Độ từ các cái vùng khác nhau trong cái thiên niên kỷ 1 sau Công Nguyên. Và đây cũng là phần mà nó liên quan đến cả các cái tôn giáo khác, như là hôm trước học giả Trần Kỳ Phương có trình bày, và cũng có một số người hỏi về các cái sự khác nhau, khác biệt về mặt tiểu tượng hay là về mặt tôn giáo giữa các cái vùng. Thì theo quan điểm của tôi là cái sự truyền bá khác nhau, rồi sự phát triển khác nhau vào mỗi cái thời kỳ và mỗi một cái vùng khác nhau, nó sẽ đưa đến những cái sự hình thành khác nhau, nhưng nó cũng có một cái sự song hành nhất định. Ví dụ như là sự phát triển về tư tưởng tôn giáo ở Ấn Độ thì đi theo cái tư tưởng là kinh sách, và đi theo kinh sách là tiểu tượng, là cái thực hành. Và như thế thì khi mà sự hình thành của các cái giáo phái khác nhau sẽ dẫn đến sự hình thành của các cái tiểu tượng khác nhau. Ví dụ như chúng ta nói là đầu tiên là thờ chủ yếu là các cái biểu tượng chẳng hạn, thì các cái biểu tượng vào Việt Nam ấy nó cũng không nhiều, nhưng mà những cái các cái hình tượng khác, ví dụ như cái bát đồng tôi nói đấy, thì những cái nghiên cứu ở Ấn Độ sẽ thấy là gì, vào cái giai đoạn đầu đặc biệt là trong nghệ thuật Gandhara, cái bát cũng là một biểu tượng và được thờ được thể hình được được thể hiện trên rất là nhiều cái điêu khắc, đặc biệt là các cái phù điêu được coi như là một biểu tượng thờ rất là quan trọng dưới những gốc cây hoặc trên những cái ngai vàng, hay là trong những cái lễ nghi lễ Phật giáo thì đều có hình tượng những cái đoàn người mà dâng những cái bát lên chẳng hạn, thì nó cũng xuất hiện xuất phát từ những cái sự phát triển như thế mà hình thành nên những cái vật vật thể được coi là biểu tượng hay là được truyền bá đi như mang tính chất là có cái nội dung tôn giáo ở trong đó. Thì đấy là một vài cái ví dụ, và nếu như mà sau này chúng ta tiếp tục trao đổi thì còn cái vấn đề gì chúng ta sẽ tiếp tục tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các bạn. Xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe, và xin cảm ơn Trung tâm Văn hóa Ấn Độ. Cảm ơn tiến sĩ Hariza, cảm ơn ban tổ chức. Thank you. Thank you Dr. Lien for that very insightful presentation.
And I think this is the way to celebrate Vesak. One way is through performance, through rituals, but also exchange of knowledge, exchange of our commitment for the sharing of knowledge. One is creation of knowledge, another is sharing the knowledge. This is a part of ancient tradition. Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái chia sẻ hết sức là chuyên sâu và thú vị từ tiến sĩ Lê Thị Liên. Và tôi nghĩ rằng đây quả thực là một cách để chúng ta có thể ăn mừng cũng như là chúc mừng cái ngày đại lễ Phật đản Vesak này. Bởi vì bên cạnh những cái nghi lễ mà chúng ta vẫn thường hay được tiếp cận như là thông qua những cái màn trình diễn về Phật giáo hay là những cái nghi lễ tập tục Phật giáo, thì cái việc mà chúng ta kiến tạo nên tri thức cũng như là chia sẻ tri thức là một trong những cái công cụ quan trọng nhất. And I won't take much time because we have had a very beautiful two presentations, and in our comment box we won't see any questions. Therefore, I will make some concluding remarks with your permission. Vâng ạ, như vậy là chúng ta vừa được lắng nghe hai cái phần thuyết trình hết sức là chuyên sâu đến từ hai diễn giả của chúng ta, và ban tổ chức thì cũng có để ý là ở trong phần bình luận thì chúng tôi chưa nhận được những cái câu hỏi đến từ các khán giả, cho nên là trong lúc có thể là nếu mà chờ đợi thì tiến sĩ Harisha sẽ có đọc một số những cái bình luận, chia sẻ một số những cái bình luận và ý kiến của ông liên quan đến vấn đề này. Yeah. Just to be very brief for Ms. Hoan's presentation about the baby Buddha, the one of the hand or the finger pointing to the sky, either the right hand or the left hand. There are parallel references to it in other literatures in India. Vâng ạ, trước tiên thì tôi sẽ có cái nhận xét về phần trình bày của thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hoan về bài thuyết trình của cô liên quan đến pháp tượng Đức Phật đản sinh và tìm hiểu về tư thế chỉ tay của pháp tượng này. Vâng, dù là cái tư thế chỉ tay là nó hướng lên trên trời bằng tay bên phải hay là tay bên trái, thì ở Ấn Độ nó cũng có những cái hình ảnh, những cái dấu tích có liên quan mà cũng đồng thời song hành tại Ấn Độ. And that one finger or the two finger showing, it is known as the Tarjani. In Sanskrit, Tarjani. Vâng, cái biểu tượng mà một ngón tay hay là hai ngón tay giơ lên ở Ấn Độ, người ta có thuật ngữ gọi là Tarjani. So that shows the path, that shows the way. Cái biểu tượng này thì nó thể hiện cho con đường, cho cái định hướng, cái lối đi. I have a book by Thich Nhat Hanh, very famous monk. Legendary monk. It also says old path. Means it's an ancient path. This is the life of Buddha. Và vừa nãy tôi cũng có cho các bạn xem cái cuốn sách đến từ Thượng tọa Thích Nhất Hạnh. Cuốn sách này có tên tiếng Anh là Old Path White Clouds. Và đây cho chúng ta thấy nó tạm dịch là con đường xưa cũ và những áo mây trắng. So what is that Buddha, Lord Buddha has done, either as a baby or as a grown-up man, is that he showed the way. Vậy thì cái công việc hay là cái định hướng mà Đức Phật đã làm, kể cả khi còn là một cậu bé, khi còn là sơ sinh, cho đến khi mà đã được giác ngộ, đã được trưởng thành, đó chính là Đức Phật đã định hướng của chúng ta, đã cho ta thấy được con đường. If you get enlightenment after a very old age, chances of spreading your knowledge will be less because no energy is left in the body, in the physical body. Khi mà chúng ta đã được giác ngộ, khi mà chúng ta đã đạt đến được một cái thời kỳ nhận thức tâm thân, khi mà ta đã già, đã có tuổi rồi, thì rất khó để chúng ta có thể truyền được đạo pháp, truyền được những cái lời dân dạy. Luckily for Buddha, he got enlightenment around the age of 40. So therefore, again he lived another 40 years. Means it was quite a long time to move across India, means ancient India of that time, and to meet people from different sections of the society, including the woman population. Vâng, nhưng mà rất may mắn khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã được giác ngộ ở độ tuổi 40, và ông có đến 40 năm sau đó để tiếp tục đi và
đi quanh đất nước Ấn Độ và giảng giải về những cái triết lý cũng như là lý tưởng của mình, để gặp gỡ những con người ở những tầng lớp xã hội khác nhau. For women, end of the day, the man is her lover or her companion, husband or father. But as she matures, we have a saying in India, if you have four children, your husband, let him be the fifth child. Vâng, và trong quá trình gặp gỡ thì ông cũng có gặp những con người ở những tầng lớp khác nhau, có thể là đàn ông, là phụ nữ. Điều mà rất là hay ho ở những người phụ nữ đấy là đối với một người phụ nữ ở trong cuộc đời này thì người đàn ông có thể được có rất nhiều những cái tư cách đối với họ, đúng không ạ? Người đàn ông có thể là người tình, có thể là người đồng hành, có thể là người chồng, là người cha. Thế nhưng khi mà người con gái hay là người phụ nữ đã trưởng thành rồi thì người đàn ông lúc này người ta hay nói, có một câu nói đấy là nếu như mà trong gia đình của người phụ nữ mà có bốn đứa con thì có thể coi người đàn ông ấy là đứa con thứ năm. So therefore, in the Buddhist imagination, Buddha was taken as a baby, not like as a child, but as with reverence, with love, with affection for an enlightenment person. You are an enlightenment person, but no doubt for me you are like a child. Cho nên là hình ảnh Đức Phật sơ sinh thì không chỉ thể hiện là Đức Phật lúc đấy là mới được sinh ra, còn là một đứa trẻ, mà nó còn mang một tính chất biểu tượng, đấy là thể hiện cái sự yêu thương, cái tình thương gọi là cái sự đồng cảm, nghĩa là bạn không chỉ là một con người, một người thân ở trong gia đình của tôi, mà ở bên cạnh đó thì bạn cũng là một người mà tôi yêu thương và trân trọng. Means a, when a person attains such a very high level of consciousness, that is shown how the writer can show in the either the Pali literature or Sanskrit literature or the later literatures, that sudden growth, that means once he is born, he will get up and he will walk. So this kind of story is told even about Vyasa, the creator of Mahabharata. Và khi mà một con người đã đạt đến cái trình độ thức tỉnh thâm tâm cao đến như vậy rồi thì tất cả những cái triết lý nó sẽ được thể hiện, đặc biệt là được thể hiện ở trong các cái tác phẩm văn học, rất nhiều những cái tác phẩm văn học khác nhau, có thể là văn học tiếng Phạn, văn học tiếng Pali, vân vân, thì đã cũng có nhắc đến cái hình ảnh Đức Phật khi mà sinh ra, ngài đã bắt đầu bước đi 7 bước đi của mình, và kể cả nhà văn và kể cả là tác gia của sự thi Mahabharata là Vyasa thì cũng có nhắc đến hình ảnh này. And already the story of Krishna as a baby boy was very much present in Indian mythology. Therefore, the Buddhist philosophers and artists, they found it is very easy to communicate Buddha as a small boy or a baby so that it attracts the mind of the devotees and the new devotees. Và ở trong cái tín ngưỡng của đạo Hindu ấy, thì cũng có một vị thần đấy là vị thần Krishna, thì cũng hay được thể hiện, cũng hay được kể cái câu chuyện khi mà thần Krishna còn bé và rất là tinh nghịch, nó được thể hiện ở trong các cái sử thi cũng như là những cái truyền thuyết của Ấn Độ rất là nhiều, tại vì các tác gia thì họ cảm thấy rằng khi mà kể những cái câu chuyện về nhân vật này khi còn bé thì sẽ dễ để giao tiếp với cả các độc giả hơn, để thu hút cái tâm trí của họ hơn. So Krishna was a baby philosopher, so Buddha is a baby philosopher. Nếu như mà thần Krishna thì là gọi là hình ảnh nhân vật sơ sinh trong triết học của Ấn Độ xa xưa, đặc biệt là triết học của Hindu, thì hình ảnh của Đức Phật sơ sinh lại là một cái hình ảnh triết học sơ sinh của Phật giáo. And the lotus, it symbolizes the means the fully blossomed lotus. It symbolizes the complete awakening of consciousness. Và đồng thời hình ảnh mà bông hoa sen, đặc biệt là hình ảnh bông hoa sen nở rộ, nở hoàn thiện thì cũng thể hiện cho cái sự thức tỉnh hoàn toàn ở trong tâm trí của ta. Okay. So I will go to the another presentation of Dr. Lian. That is a very wonderful presentation and I have to still digest it because it has got so much of data, archaeological data.
Vâng ạ, và bây giờ thì tôi cũng có một chút nhận xét liên quan đến phần bài trình bày của tiến sĩ Lê Thị Liên. Cho đến tận bây giờ thì tôi cũng đang cố để mà có thể điều tiếp những cái gì mà mình vừa nghe được từ phần trình bày của tiến sĩ Liên, tại vì thực sự là tiến sĩ Liên đã thực sự thành công trong việc thu thập những rất nhiều những cái dữ liệu khác nhau. So if you collect all that and write a book perhaps in English, the rest of the world will be really benefited by your knowledge. Nếu như mà tiến sĩ Liên có thể viết được một cái cuốn sách dựa trên những cái nguồn thông tin và tư liệu này, đặc biệt là những cuốn sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh ấy, thì các học giả ở khắp nơi trên thế giới sẽ gọi là được lĩnh hội thêm nhiều thông tin khác nhau. Just to when you were showing the swastika in the occult culture, one of the objects, I recalled the very recent research which is going on in India by Dr. S. Kalyan Raman. I will share that because he is a researcher. You have connected from the area of Gujarat, the coastal side of Gujarat, to the Southeast Asia, especially to the occult culture and other champa and other things. So he has a very nearby theory or a proposal in his research. Vâng ạ. Bên cạnh đó thì ở trong cái phần bài thuyết trình của tiến sĩ Lê Thị Liên thì cũng có nhắc đến hình ảnh swastika, có nghĩa là chữ vạn ạ. Hình ảnh chữ vạn này được thể hiện ở một trong những cái gọi là một trong những cái di vật ở trong nền văn hóa của em trong bài thuyết trình này. Và tôi cũng sẽ muốn nhắc đến một cái tác phẩm do một nhà nghiên cứu có tên là Kaliya Naraman. Ông cũng là một người mang theo những cái giả thiết nhất định liên quan đến chữ vạn này. He has dedicated his life entirely for the study of Saraswati River and Saraswati River related civilization. Và tác giả Kaliya Naraman này thì cũng đã cống hiến cả cuộc đời của mình trong cái công cuộc là nghiên cứu dòng sông Saraswati cũng như là nghiên cứu những cái nền văn minh liên quan đến Saraswati. So this is his one of his talk in which he is trying to connect, Dr. Liam, for your notice, the tin bronze revolution, because you have mentioned many tin bronze items in your presentation, along with the ancient maritime tin route between Hanoi and Haifa. Haifa is in Israel. Và đây là một trong những cái trích dẫn bài nói chuyện của tiến sĩ, của người, diễn giả Kaliya Naraman này. Ở đây thì ông cũng có nhắc nhiều đến cái hình tượng về các cái cách mạng, của cách mạng đồng. Và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những cái dẫn chứng khác nhau về cái con đường hàng hải kết nối giữa Hà Nội và Haifa. Means Hanoi, more or less, Hanoi means the ancient Hanoi between two rivers. That is the meaning of Hanoi, as I know. Then there must be a river navigation, means taking small boats. People used to travel maybe from Mekong Delta to other areas, to the Red River, from there to the Irrawaddy River in Myanmar, and from there to the rivers in India, maybe Ganga, the Yamuna, then Saraswati. So this is his theory. Thì giả thuyết của tác giả này đó là có thể mà cái chữ Hà Nội ở trong tiếng Phạn thì chúng tôi nôm na dịch ra là cái điểm kết nối giữa hai con sông. Vậy thì có lẽ từ xa xưa đã luôn luôn có một cái sự định vị, sự kết nối của những dòng sông khác nhau trên thế giới. Có thể sông Mekong, cái nhánh sông Mekong ở tại Việt Nam thì cũng kết nối với cả những cái khu vực sông khác trên thế giới, kết nối đến những con sông ở tại Myanmar hay kết nối đến sông Hằng, sông Saraswati ở Ấn Độ. The swastika, as we are all aware, is a very important commonly shared symbol between Hinduism or the Vedic system and the Buddhism, even Jainism. Và cái chữ vạn hay là swastika này cũng là một trong những cái biểu tượng kết nối, liên kết nhiều những cái nền văn hóa khác nhau, có thể là nền văn hóa, sự liên kết giữa nền văn hóa Hindu giáo, nền văn hóa Vệ Đà hay là về văn hóa tiếng Phạn.
về văn hóa của Trung Hoa nữa. And this swastika has four edges, and they are equally distributed in structure. That shows there should be harmony in life, there should be prosperity in life, there should be joy in life. So, which is a value commonly received or practiced both by the old Vedic system and the new revolution brought by Lord Buddha. Và bốn cái cạnh ở trên cái ký hiệu chữ vạn Swastika này nó biểu thị cho những cái yếu tố như là sự hài hòa, sự thịnh vượng, niềm vui, niềm an lạc ở trong cuộc sống của chúng ta. Đây cũng là những cái giá trị mà thường xuyên được tiếp thu và được thực hành kể cả trong cái hệ thống tôn giáo Vệ Đà cũ cũng như là ở trong những cái tư tưởng Phật giáo mới mà Đức Phật đã mang đến cho chúng ta. So to conclude my part, that means what I meant is you told in both of your presentations four stages in Vietnamese history. One is the Dong Zong, the old bronze drums, and then the San Huyan culture, maybe in the Hoyan and other areas. And third one is the Okel culture. And towards the end, or little bit parallel towards the end, the Champa. These were the major steps, and both the northern part of Vietnam and southern, central and southern part of Vietnam were in one way or the other got influenced by this. Và tôi cũng cảm thấy rất là thú vị khi mà tiến sĩ Lê Thị Liên có thể bao quát được cả những cái nét tinh hoa trong những nền văn hóa khác nhau ở Việt Nam, các nền văn hóa như là Đông Dương, Sa Huỳnh, Óc Eo hay là Champa được thể hiện xuyên suốt ở trong những cái bằng chứng được tìm thấy ở cả ba miền Bắc Trung Nam của Việt Nam. Bằng cách này hay cách khác thì đã mang trong mình những cái di sản văn hóa về Phật giáo của Ấn Độ. It is such a wonderful pleasure to imagine those four streams or currents in the common history of why I am telling common history to conclude my presentation. Tin and zinc, they mixed, you will get bronze. Therefore, Vietnam, the ancient Vietnam, was one of the highest producers of tin in the world. Therefore, for whatever the metal revolution happened, because to make the statue of Buddha, other than the wooden statue, you need metal. So where does that metal comes from? So maybe one of the answer is Vietnam. Và tôi cũng cảm thấy rằng là cái bài phần tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay cũng là một cách tuyệt vời để ta có thể tái hình dung được những cái ảnh hưởng của Phật giáo ở trong lịch sử của nhân loại cũng như là những cái kết nối của nó với những cái khía cạnh văn hóa khác nhau. Ta đều biết được là thiếc và kẽm nếu mà kết hợp với nhau thì cũng có thể tạo ra đồng, và ta biết được là Việt Nam là một trong những cái đất nước mà sản xuất được ra kim loại thiếc này nhiều nhất. Bởi vậy qua đó cũng cho ta thấy được một cái thời kỳ kim khí hoàng kim ở tại Việt Nam. So just I will stop the observations at this, and what attracted me in the life of Lord Buddha is that the first time he did meditation in his life. Và điều mà và để kết lại thì tôi cũng sẽ có thể là gợi nhắc một câu chuyện như sau. Cái điều mà khiến cho tôi cảm thấy thu hút nhất ở trong cuộc đời của Đức Phật đấy chính là lần đầu tiên mà Đức Phật thực hiện cái công việc thiền định của mình. My question is why did he do meditation? For that there is a small story. His father and other royal family members, they organized one agricultural festival, that is tilling the land for the new year. Thế thì để nói rõ hơn về cái lần đầu thiền định của Đức Phật thì tôi sẽ kể một câu chuyện như sau. Câu chuyện đó là người cha của hoàng tử Thích Ca Mâu Ni cũng như là những người ở trong cái gia đình hoàng gia thì đang tham gia vào trong một cái nghi lễ, một cái tập tục lễ hội về nông nghiệp mà ở đó người ta sẽ phải cày bừa các thửa đất. King first showed how to, or he first
plow the first row of the season, followed by farmers and the boy Siddhartha, who later became Buddha. He ran to the edge of the fields. He watched a water buffalo striving to pull a heavy plow, followed by a robust, means very strong farmer whose skin was bronzed from long work in the sun. The farmer's left hand steadied the plow, means controlled the plow, while his right hand wielded a whip to urge the buffalo on run. Sun blazed and man's sweat poured, means it is a very hard shape, in streams from his body. The rich earth was divided into two neat furrows. Và ở trong câu chuyện này thì có miêu tả đó là người cha thì đã cuốc một bừa đất đầu tiên, và theo sau đó là những người nông dân họ cũng bắt đầu bừa thửa đất này ra, và vị hoàng tử Tất Đạt Đa lúc đó khi còn bé thì đã chạy ra xem cái nghi lễ này và thấy rằng những người nông dân đang dùng sức của mình để kéo những chú trâu làm việc ở trên cánh đồng dưới trời rất là nóng và oi bức, họ cùng thúc giục nhau để bừa những thửa đất này ra, và rồi mảnh đất được chia thành hai phần. Baby Buddha, he noticed the bodies of worms and other small creatures were being cut as well. As the worms writhed up upon the ground, they were spotted by birds who flew down and grabbed them in their beaks. Then Siddhartha, that is boy Buddha, saw a large bird swoop down and grasp a small bird in its talons. That means a kind of violence in nature. Và khi mà bừa cái thửa đất này ra thì hoàng tử Tất Đạt Đa của chúng ta đã để ý rằng ở dưới đất là những con sâu, những con côn trùng đang nằm ở bên dưới và đã bị thân người đã bị cắt, bị chẽ đôi ra bởi chính những cái công cụ cấy cuốc của người nông dân. Và rồi những chú chim to ở trên đã xà xuống để mổ và ăn những con sâu này. Đó là hình ảnh thể hiện cho một cái sự bạo lực. Means those animals are creatures, they are not even human beings. They are very tiny, they matter nothing for a prince. But his consciousness or heart was touched by this, and he sat under a tree as a small boy. Imagine his father king is doing some big festival and he is sitting in one side of the farmland under a tree, and he meditated, thinking how to make these people understand about the suffering of others and how to save people from suffering. Và như vậy là chúng ta thấy chỉ một hình ảnh rất nhỏ bé thôi của những cái con sâu, những cái con côn trùng. Nhưng mà chúng rất bé, chúng thực sự không là gì để mà so sánh được với vị hoàng tử cao quý Tất Đạt Đa của chúng ta. Thế nhưng những hình ảnh nhỏ bé như vậy đã thực sự chạm sâu vào trong trái tim của hoàng tử. Để rồi vị hoàng tử khi ấy chỉ là một cậu bé thôi, đã ngồi bên cạnh gốc cây, bên cạnh để nhìn cái nghi lễ đó và ngồi trong tư thế thiền định. Cậu bé đã suy tư về việc làm thế nào để khiến cho những người nông dân kia, khiến cho người cha của mình, những người xung quanh mình hiểu được cái sự thống khổ của những cái sinh linh xung quanh mình và làm thế nào để cứu rỗi được những sinh linh ấy. So this story is already there in Pali literature, in Mahapadana Sutta and other Pali literature basically. Means it is not a new edition. That means he, not as a young man, but as a baby, he already understood the suffering of others and he tried to find answer. Therefore, till today, we are remembering him in every year by celebrating Vesak. Và những cái câu chuyện này thì cũng đã thể hiện rất nhiều ở trong những cái tác phẩm văn học bằng tiếng Pali. Đây cũng không phải là một bản thể mới mà tôi vừa mới đọc ra. Điều đó cho chúng ta thấy là không chỉ là Đức Phật mang đến cho chúng ta những cái lời răn dạy khi mà Ngài đã được giác ngộ, đã trưởng thành, mà kể cả từ khi Ngài còn là một đứa bé,
ngày còn bé thì ngài đã hiểu được những cái nỗi thống khổ này và đã luôn luôn cố gắng hướng đến việc tìm kiếm những cái lời giải đáp. Và cũng bởi lẽ đó mà chúng ta luôn luôn nhớ về ngài thông qua cái ngày lễ Phật đản thế sao này. That's why, as I told in the beginning, Swami Vivekananda told he never breathed for himself. Đó là lý do mà ở phần đầu chương trình tôi cũng đã có nói, đó là Đại sư Vivekananda từng nói rằng Đức Phật thì không bao giờ hít thở không khí chỉ cho riêng một mình ngài. So I think we have spent a very good time together, and it was a very fruitful discussion, I believe, and also as both the speakers are learned speakers in their own area of specialization, I think many youngsters and also other researchers and people who are followers of Buddhism, they will be definitely benefited by this event. So I sincerely thank Ms. Huang, the Vice Director of the National Museum of History, and also Dr. Lien, one of the champions of archaeology in Vietnam, on behalf of Indian Embassy and the Swami Vivekananda Cultural Center, on this very happy occasion of Vesak 2021. Như vậy là tôi nghĩ rằng buổi tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay thực sự đã rất là thành công rồi. Chúng ta đã có được những cái buổi chia sẻ thông tin đến với nhiều độc giả, nhiều khán giả hơn nữa. Và quả thật hai diễn giả của chúng ta với những cái cách tìm hiểu cũng như là cách chia sẻ, cách tiếp cận các cái khía cạnh tri thức khác nhau thì sẽ mang đến được những cái thông tin hữu ích cho những người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, không chỉ là các bạn khán giả mà là còn cả những nhà nghiên cứu, những chuyên gia có quan tâm đến lĩnh vực này nữa. Và một lần nữa tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với hai diễn giả của chúng ta, đến với thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Lan và đến với tiến sĩ Lê Thị Liên. Thay mặt cho Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda Hà Nội, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn cũng như là lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến với các quý vị. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.